chuyện bên thầy trân trọng kính mời quý vị quý phật tử và quý đạo hữu lắng nghe phần ba chuyện thứ năm mươi bảy về cổ ba ngấn chuyện thứ năm mươi tám đức hiếu sinh chuyện thứ năm mươi chín y kinh diễn nghĩa chuyện thứ sáu mươi muốn có thần thông chuyện thứ sáu mươi tà hay chánh chuyện thứ sáu mươi hai lời khéo khỏi tai nạn chuyện thứ sáu mươi ba tùy bệnh cho thuốc chuyện thứ sáu mươi bốn cùng một bữa ăn chuyện thứ sáu mươi lăm tu cách nào mới chánh Chuyện thứ sáu mươi sáu Hiểu lầm Phật dẫn độ Chuyện thứ sáu mươi bảy Câu chuyện thiên cơ Chuyện thứ sáu mươi tám Đức là đạo cả Chuyện thứ sáu mươi chín Bài toán đố Chuyện thứ bảy mươi Chết mà không mất Chuyện thứ bảy mươi dình giới luật Chuyện thứ 72 Muốn diệt mê si Chuyện thứ 73 Một buổi khuyến nông Chuyện thứ 74 Siêu phàm nhập phàm Chuyện thứ 75 Suốt nửa chưa Chuyện thứ 76 Hạ thừa hay thượng thừa. Chuyện thứ 77 Tu nhân không tu quả Phần 3 Chuyện thứ 57 Về cổ ba ngấn Chuyện của ông Biện Đài Ông Ngô Thành Bá, tức Biện Đài, thuộc lại Trong một buổi chiều vào khoảng cuối năm kỷ mão Sau khi Đức Thầy thuyết xong thời Pháp Mọi người đã ra về từ phòng khách, Đức Thầy gọi tôi vào. Rồi Ngài bảo, Ông biện rờ cổ tôi, coi sao nó kỳ vậy cả. Vừa kính, lại vừa sợ. Tôi sớ rớ, không dám làm theo. Đức Thầy nắm tay tôi, đưa lên cổ của Ngài và bảo, Cứ rờ đi. Tôi đưa mấy đầu ngón tay sợ chậm vào cổ Đức Thầy, từ trên dài xuống. Ngài lên tiếng hỏi, Ông có thấy cổ tôi khác hơn người thường không? Sao nó có tới ba trái cổ vậy? Tôi cũng dạ dạ gật đầu theo lời thầy, nhưng chưa hiểu được ý chỉ nhiệm nhặt của đức thầy. Ngài muốn cho tôi biết một cách cụ thể, xác thực, hầu sau này, trước những đồn thổi về cổ của ngài thì tôi biết đường mà nhận định đúng hay sai. Và ngài gián tiếp cho mọi người niềm tin vững chắc là Ngài đã cho ông Biện Đài biết rõ rồi. Theo ông Ngô Thành Bá, tức Biện Đài. Chuyện của ông Hương Sư Vàng Tôi tên Nguyễn Văn Vàng. Trước đây tôi làm Hương Sư làng Hòa Hảo, nên mọi người quen gọi tôi là Hương Sư Vàng. Tôi kể quý vị nghe mẫu chuyện thế này. Vào cuối tháng 5 năm 1941, Tân Tị, được tin Đức Thầy rời nhà thương chợ quán ở Sài Gòn, về nương ngụ nơi nhà ông ký giỏi ở Châu Thành, tỉnh Bạc Liêu. Từ Hòa Hảo, tôi xuống thăm ngài và ở lại nghỉ đêm. Buổi tối, mọi người lo cúng lạy và ngồi niệm Phật. Thì một lúc sau, Đức Thầy nhỏ nhẹ gọi tôi lại chỗ khác và ngài bảo tôi. Ông Hương Sư, rơ cổ của thầy quay. Sao nó kỳ lạ như vậy? tôi làm theo lời thầy. Thấy lạ nên thắc mắc hỏi. Xin thầy giải thích cho tôi hiểu. Đức thầy nói rõ cho biết. Cổ có ba ngấn là cổ của Phật. Là một trong ba mươi hai tướng hảo. Nghe vậy, tôi ghi nhớ và quyết định sáng ngày về sẽ vào thẳng chùa thầy, an hòa tự. Xem lại các cốt Phật thờ ở đấy có đúng vậy hay không? Sáng ra, anh ký giỏi có cầm tôi ở lại cùng đi đưa đám tang cho người hàng xóm. Nhưng tôi từ chối và xin cứu ra về. Về tới Hòa Hảo, tôi đi xe lôi chạy ngang nhà thì báo cho trong nhà hay là tôi đã về. Rồi cho xe chạy luôn thẳng đến chùa. Tôi bương bả vào kỉnh lễ nơi chánh điện. Rồi đi nhìn kỹ một lượt qua các tượng Phật và bồ tát thì thấy nơi cổ chư vị đều giống y như lời đức thầy nói xác tín được việc này tôi khắc ghi trong lòng đặc ân mà đức thầy đã muốn cho tôi được hiểu biết nay tôi kể để mọi người cùng gia cố niềm tin thêm mạnh mẽ đối với đạo và thầy theo ông hương sư vạn chuyện vị sư từ tây tạng vào khoảng mùa đông năm Giáp Thân 1944, Đức Thầy đang lưu ngụ tại văn phòng ở Sài Gòn. Ông xã bộ ở tỉnh Châu Đốc, nhưng có việc giáo sự nên lên đây gặp Đức Thầy. Công việc đã xong, nhưng ông còn lưu lại mấy hôm. Một buổi sáng, Đức Thầy kêu ông bộ, nói Hôm nay ông bộ đi dạo phố với tôi nghe. Được Đức Thầy kêu đi, ông bộ rất mừng liền thay y phục đi theo đức thầy. Hai thầy trò đi bộ, rẽ qua nhiều ngã đường, đến cổng một ngôi chùa thì ghé vào. Sư trụ trì ra chào tiếp rất niềm nở. Vào đến khách đường, đã có một ông khách ngồi sẵn rồi. Sư mời đức thầy và ông bộ đến ngồi cùng bàn. Đức thầy bảo ông bộ ngồi ngang ông khách, còn ngài thì ngồi đối diện với sư trụ trì nhà sư vừa rót nước mời vừa giới thiệu ông khách với đức thầy và ông xã bộ ông đây là người ở tây tạng vừa đến việt nam mấy hôm dài ông cũng là một phật tử nên có đi diễn qua một số cảnh chùa trong đô thành và còn đang lưu ngụ nơi đây tôi nghĩ cuộc hạnh ngộ của chúng ta hôm nay ắt có nhân duyên tiền định bắt tay chào nhau xong ông xã bộ mở lời với ông khách từ xa ông đến Việt Nam chúng tôi. Có điều chi cần thiết hay chỉ để tham quan các danh lam thắng cảnh thôi. Có thể cho chúng tôi biết được không? Với vẻ mặt vui tươi, ông khách Tây Tạng ấy đáp. Tôi sang đây với ý định tìm Phật. Vì thầy tôi là một chân sư có cho biết hiện giờ ở miền Nam Việt Nam có một vị Phật đang ra đời mở đạo. Ông Bộ mới hỏi tiếp. Rồi làm sao ông biết ai là Phật mà ông tìm? Biết chứ. Thầy tôi có dặn rằng ông Phật đó nơi cổ có ba ngấn. Nếu hiện bây giờ có người có ba ngấn nơi cổ như ông nói đó, ông có dám nhìn không? Tôi nhìn liền. Vì người thường không một ai có tướng hảo như vậy hết. Lúc ấy, Đức Thầy biết ông bộ sắp chỉ Đức Thầy cho người ấy nên ngài dùng ngón chân cái ấn mạnh lên bàn chân ông ông hiểu ý đức thầy không muốn cho mình chỉ ra nên lái câu chuyện sang qua vấn đề khác khi ông bộ nhìn lại đức thầy ông mới sực nhớ từ lúc mới vào cổng chùa ngài đã dùng khăn quấn kính cổ lại và còn giữ y như thế suốt cuộc trò chuyện thì ra đức thầy đã biết trước sự việc nên giữ gìn trước không để người khác nhận diện được ngài. Đức thầy vẫn giữ im lặng suốt cho đến khi tự giả, ngài để ông Bộ nói chuyện với hai người kia, hết chuyện tìm Phật rồi sang chuyện đạo lý khác. Mấy ngày sau đó, ông Bộ vẫn luôn thắc mắc, tại sao đức thầy không cho ông khách Tây Tạng biết ngài. Khi được đức thầy giải thích rõ nguyên nhân, ông mới yên lòng. Theo ông Xả Bộ luận giải trong chuyện không nói rõ là đức thầy đã nói gì mà ông xã bộ yên lòng hết thắc mắc về chuyện đức thầy không để lộ tướng hảo cho ông khách tây tạng nhận ra là một ẩn khúc trong cách kể chuyện mình nói đã hết thắc mắc lại tạo ra một thắc mắc khác cho người khác nhưng ở đây điều quan trọng là chúng ta nghĩ đến đại ý của câu chuyện suốt trong giảng kệ thi bài và ngôn hành trong lúc dạy đạo đức thầy không bao giờ xưng hô hay tạo dáng vẻ mình là một vị phật mà các bậc giác ngộ trong kinh sử cũng giấu thân phận mình một cách bí nhiệm để cho người đời khỏi lầm lẫn với những vị bồ tát hay phật giả danh tá hiệu bởi những vị ý luôn xưng hô và luôn tạo dáng để lòe mắt người đời. Nếu là bậc giác ngộ của ngôi vị chánh đẳng thì không cần hiển bày. Người có tuệ giác tự khắc phải biết. Còn gần bên bậc giác ngộ mà còn dững dưng không cảm biết gì hết thì màn khoái mê muội của mình còn dày lắm. Cũng như thế, chư thiền tổ chỉ một lời nói hay hành động giản đơn mà làm cho đệ tử cận giác ngộ, quát nhiên giác ngộ. Như gà con tự khẽ mỏ mà chui ra khỏi trứng. Quan trọng là sau đó, cả giác sư và giác đệ liền khép kín lại thân phận như chưa có việc gì xảy ra. Bởi thế gian đầy dễ tham vọng, người sáng suốt như viên ngọc trân quý, lộ ra thân phận thì nguy hiểm khôn lường tạo thêm lửa tranh đương và bao nhiêu tội ác tiếp diễn. Trường hợp Đức Thầy trong gọng kềm của thực dân, trong sự ganh tị của các cánh đối lập nham hiểm. Giả dạ như ông Tây Tạng nào đó phát hiện, ít ngày sau thôi thì tràn lan tin đồn Đức Thầy là Phật, là bậc quyền năng như Phật. Thì liệu Đức Thầy có được ở yên mà dạy dỗ tín đồ cho đến ngày Ngài tách bước ra đi. Ông xã bộ thật chẳng lường hết hậu quả, nên muốn bày khoe với người ta, Đức Thầy là Phật. Nhưng còn trong liệu định của bậc quán thông như Đức Thầy, thì dễ gì Ngài để cho việc không nên ấy xảy ra. Như cách mà người thấp trí như chúng ta suy nghĩ. Chuyện thứ 58 Đức Hiếu Sinh thời thơ ấu đức thầy còn đi học tại trường quận tân châu hàng năm đến kỳ nghỉ hè thì ngài trở về nhà nơi thánh địa hòa hảo thời gian ấy ngài hay đi ra đồng ngắm cảnh ngài đi vòng vòng nhìn xem những đám rẫy những mảnh ruộng có lúc dừng lại trầm tư nghĩ ngợi những gì khó ai hiểu được một hôm đức thầy lại ra đồng lần này Ngài dõi theo nhóm người đang làm cỏ đậu. Thấy họ hay bắt con cốc, xỏ nhượng thành một sâu đeo sau lưng. Ngài có vẻ bất nhẫn và thương hại những con cốc ấy lắm. Nhưng tánh ngài lại sợ con cốc vì da dẻ sần sùi, hình dáng thô kệch. Bỗng, có một con cốc nhảy hoảng từ nhóm người làm cỏ về phía ngài. Ngài nhanh chân, đạp giữ con cốc dưới bàn chân. Mắt ngài ngó qua nơi khác, như cùng tìm kiếm con cốc với tớp người làm cỏ đậu. Không thấy động tĩnh gì, họ lại trở lại tiếp tục công việc. Đợi họ đã đi khá xa, Đức Thầy mới dở chân lên cho con cốc nhảy đi. Theo lời ông Nguyễn Hữu Truyền. Luận giải Đức Hiếu Sinh thường tìm ẩn nơi bậc giác đời, không nỡ nhìn những sinh linh bị sát hại. Do lòng từ ái bao la, muốn cứu khổ đến chúng sinh sau cùng thì sao nở nhìn cảnh chết chóc tan thương dù còn niên thiếu nhưng đức hiếu sinh vẫn sẵn trong tâm mặc dù rất sợ con cóc nhưng vẫn bấm gan cứu con cóc thoát chết hãy tưởng tượng con vật xù xì nhám nhúa ngọ ngoại dưới lòng bàn chân thế mà ngài vẫn tỉnh táo để cứu nó thoát chết lòng từ ái đã vượt lên nỗi sợ sệt của bản năng một lần, Ngài thấy người ta đóng đáy bắt cả khối cá lớn nhỏ, lớp ăn, lớp bỏ. Ngài cũng kêu họ lại khuyên đừng nên làm. Bao nhiêu lòng từ ái ấy đã hung đúc nên vị giáo chủ tương lai với bản nguyện to tác. Thân ta giàu lắm đoạn trường, cũng làm cho dẹn chữ thương nhân loài. Có lòng từ bi sẽ không nở sát hại không sát hại thì bớt gây nghiệp luân hồi dai trả. Là tín đồ, là Phật tử, hãy nên trưởng dưỡng lòng từ theo gương Đức Phật, Đức Thầy để được nhẹ nhàng trên con đường giải thoát. Chuyện thứ 59 Y Kinh Diễn Nghĩa Mùa hè năm Canh Thịnh 1940, lúc Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở Kinh Sáng Xà No, làng Nhân Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Sáng hôm nọ, Đức Thầy bắt đầu trị bệnh và thuyết giảng đạo lý đến 11 giờ trưa. Ngài mới dùng cơm rồi vào phòng nằm nghỉ. Buổi trưa, bỗng có ba người khách đến. Ông Hương Bộ Thạnh là chủ nhà, có trách nhiệm tiếp khách. Ông mời khách uống nước và hỏi thăm về nơi ở và ý định muốn đến gặp Đức Thầy có việc gì. Ba ông khách cho biết. Chúng tôi đều là người ở Cần Thơ. Hôm nay đến đây xin được gặp Đức Thầy để xin hỏi chút việc. Ông Hương Bộ nói. Các ông hãy đợi chừng một tiếng đồng hồ nữa. Vì Đức Thầy mới vào phòng nghỉ. Thấy ba người khách có vẻ hơi nôn nóng. Ông Hương Bộ liền nói. Nếu có việc chi cần gấp, các ông cứ trên bài. Nếu thấy được tôi sẽ giải quyết cho bằng không thì phải đợi đức thầy chứ tôi không thể báo tin liền bây giờ được một trong ba ông khách đại diện nói ừ, cũng không gì quan trọng lắm nguyên là chúng tôi đã quy y với đức thầy từ hôm ngày mới đến đây đọc qua bốn quyển giảng của thầy dây lại một ít kinh phật chúng tôi thấy rằng muốn giải thoát sinh tử mà còn sát sanh cung ứng cho khẩu dục mỗi ngày như kiểu chai kỳ này thì khó mong đạt được như ý nguyện. Nên hôm nay đến đây định xin với Đức Thầy cho phép chúng tôi ăn chay trường. Nghe xong, ông Thạnh liền trả lời. Vấn đề gì chứ việc ăn chay trường, chắc ngài không cho rồi. Ông Thạnh vừa nói tới đó, cũng vừa lúc Đức Thầy mở cửa phòng ra, đi ngay lại bàn khách. Ông Thạnh vì ngồi xây lưng lại cửa phòng nên không hay ngại đến. Còn ba người kia ngồi đối diện với cửa phòng nên đồng đứng dậy cúi đầu chào Đức Thầy. Khi ông Thạnh giật mình quay lại. Đức Thầy liền nói Tôi không cho tín đồ ăn chay trường hồi nào mà ông bộ nói vậy. Ông Thạnh miệng vừa lắp bắp muốn biện bạch vừa lấy tay chỉ xéo qua bên kia rạch. Nhưng Đức Thầy đã biết ý ông nên nói trước cách mấy hôm rày vợ chồng ông sáu bên sông có qua đây hỏi ăn chay trường sở dĩ tôi không cho mà bảo ông bà nên ăn chay kỳ Sao sẽ lần lần tiến lên là vì trình độ và hoàn cảnh của hai ông bà ấy chưa ăn chay trường ngay bây giờ được còn cơ duyên của ba người này thì ăn chay trường được đức thầy ngó ngay ba người ấy nói tiếp vậy ba ông hãy về thực hành đi thầy sẽ chứng cho theo lời ông trương minh ký luận giải với người này xin giữ chai trường thì đức thầy chưa cho phép nhưng với người kia xin thì đức thầy lại chuẩn hứa vì đức thầy hiểu rõ căn cơ của từng người ông hương bộ thạnh cũng đem giải pháp của người này áp dụng cho người kia thì bị phản tác dụng chân lý thì có một nhưng linh hoạt theo từng tình huống ứng dụng theo từng đối tượng sách chứng đạo ca của sư huyền giác có nói người chứng ngộ nói cái phi pháp cũng trở thành chánh pháp người chưa chứng ngộ nói cái chánh pháp cũng trở thành phi pháp cho nên không thấu rõ duyên cơ không sở hữu trí tuệ thì khó thể nào cứu thế độ đời không thể máy móc lấy y chang bài học của người này để áp dụng cho người kia bởi vậy trong kinh mới nói phật pháp là bất định pháp y kinh mà diễn nghĩa là nói oan cho chư phật ba đời vậy mà rời kinh một chữ là đồng với thuyết của chúng ma hàng tín đồ Phật giáo hòa hảo, diễm phúc được có đức thầy dạy chỉ tận tường yếu chỉ trong những trường hợp điển hình. Điều ấy mà học trên sách vở thì còn biết bao là gian nan mà lại mơ hồ xa vời cùng sự thật. Chuyện thứ 60 Muốn có thần thông Vào năm 1944, người Pháp cố tình ngăn chặn không cho đạo Phật giáo hòa hảo phát triển. Chúng tri lùng, bắt bớ các trị sự duyên ở các tỉnh, đưa đi tù hay lưu đài côn đảo. Lúc bấy giờ, Đức Thầy đang ở Sài Gòn, có sự bảo vệ của người Nhật, nên Ngài cho những người làm việc cho đạo ở địa phương nào quá khó khăn thì lên ẩn lánh một thời gian tại nơi của Ngài. Trong số đó, có ông Giáo Cương ở tỉnh Châu Đốc. Hôm nọ, ông khương ngồi lo nghĩ không biết hiện tình trong tỉnh nhà ra sao ông lại khởi lòng mong ước phải chi mình có phép thần thông để nghe biết hết mọi việc khắp nơi như thế nào lúc ấy đức thầy vừa đi ngang chỗ ông như rõ hiểu tâm ý của ông khương ngài tươi cười hỏi bộ ông giáo muốn có thần thông lắm sao nghe đức thầy hỏi bất chợt ông khương giật mình cười thẹn chớ không đáp được lời chi. Còn Đức Thầy hỏi xong rồi, cũng đi qua luôn. Ông Khương ngồi suy nghĩ, mình mới tu mà sao nhiều cao giọng quá. Sau đó vài phút, bỗng nhiên, ông Khương được thấy cảnh bà Hương Bộ Thạnh và hai người đồng đạo nữa đang chèo một chiếc ghe chở đầy thực phẩm từ nhân nghĩa lên tiếp tế cho Sài Gòn. Ghe đi đến đâu, và mọi người trong ghe nói chuyện, dùng cơm, tắm giặt ra sao, ông Khương đều nghe thấy hết. Bấy giờ, ông rất mừng rỡ, nhưng không giấu trong lòng được, bèn thố lộ với hai người bạn. Ghe tiếp tế của bà Bộ Thạnh ở Như Nghĩa, Cần Thơ lên gần tới. Hai người ấy cùng hỏi. Anh ở trên này có ai báo tin mà anh biết chuyện ấy? Không ai cho tin, nhưng mà tôi biết rõ như vậy và khoảng 9 giờ ngày mai là ghe sẽ lên tới đây. Hai người bạn không tin, cho rằng ông Khương quá nhớ nhà, rồi bịa chuyện tếu cho vui. Bèn rượu ông đánh cá. Nếu việc y như anh nói, tụi tôi thua anh hai tô tiếu và hai ly cà phê, bằng không có, thì anh phải bao cho hai đứa tôi y như vậy. Anh chịu không? Ba người đồng ý cá cược với nhau xong, nhưng không dám to tiếng, sở đức thầy hay sẽ quở trách. Qua hôm sau, ba người cùng ngồi chung bàn chuyện giảng. Đồng thời, ngóng chờ xem kết quả. Đến 8 giờ 30 cũng chưa thấy gì. Hai ông bạn kêu ông Khương nói. Giờ này anh giáo của hai chúng tôi đi ra quán nước lại vừa. Ông Khương cãi lại. Chưa đâu, đồng hồ gõ 9 giờ mới biết ăn thua chứ. Hai người bạn có vẻ đắc chí. Ờ, đợi thì đợi. Khi đồng hồ gõ báo 9 giờ thì thấy có người ghét cửa vào bẩm báo với đức thầy. Bạch thầy, có ghe tiếp tế của bà Bộ Thạnh ở Cần Thơ lên. Hai anh bạn hết sức khen ngợi ông Khương. Xong, ba người dắt nhau ra tiệm hủ tiếu, ăn xong rồi yên ổn trở về. Yên trí rằng không ai hay biết chuyện của họ. Nhưng sau đó ít phút, đức thầy từ trên gác đi xuống ngài nhìn ngay ông khương cười cười rồi nói ông giáo được ăn hủ tiếu và uống cà phê rồi phải không nghe nhìn được bấy nhiêu đó thôi nghe ông từ giờ phút ấy về sau ông khương trở về trạng thái y như cũ không còn được nghe thấy vậy nữa theo lời ông giáo khương luận giải thời phật trụ thế có chuyện ông trưởng giả tu đạt nhờ công đức bỏ tài vật rất lớn để xây dựng kỳ viên tịnh xá cho chư tăng tịnh xá xây dựng chưa hoàn thành nhưng phước báo của ông đã có trên các cung trời tôn giả xá lợi phất cho ông mượn thiên nhãn thần thông để nhìn được các dinh thự đường hoàng tráng lệ trên các cung trời mà ông sẽ thọ hưởng sau này thỉnh ý tôn giả xá lợi phất Ông trưởng giả quyết định chọn sẽ thọ hưởng các cung điện nơi Đao Lợi Thiên Cung. Liền đó, các cung điện khác biến mất, chỉ có cung điện nơi trời Đao Lợi còn sáng rực huy hoàng. Ông trưởng giả vui mừng khôn xiết. Xong việc ấy, ông trở lại mắt thường như cũ. Chuyện xưa là thế, nay nghe chuyện đức thầy cho mượn thần thông trong thế kỷ 20, quả muôn phần thú vị đức thầy đã từ bi mang những màu nhiệm của chư phật ngày xưa để cho tín đồ ngày nay được chứng nghiệm chuyện còn làm tăng trưởng đức tin và lòng kính ngưỡng nơi đức thầy và trong mỗi tín đồ cảm nhận được diễm phúc vô biên khi là một tín đồ phật giáo hòa hảo chuyện cũng cho chúng ta bài học rất sâu sắc ai tu cũng mong sớm được thần thông nên rất dễ rơi vào ảo giọng trong khi Đức Phật, Đức Thầy cực chẳng đã các ngài mới ứng dụng thần thông. Thần thông là kết quả có được sau khi đã đắc đạo, tức đã có đủ các đức bi trí dũng đã giác ngộ viên mãn các hạnh lành. Thần thông lúc ấy là kết quả đương nhiên đến với bậc chánh giác. Thần thông lúc ấy là thần lực trợ trưởng đắc lực cho việc giác tha. Thần thông mà có trước khi giác hạnh viên mãn thì không biết bao nhiêu điều khổ hại cho chính bản thân người sử dụng thần thông và các đồ chúng mê đắm thần thông, cũng như một con dao sắc nhọn trong tay một đứa trẻ tinh nghịch, hậu quả không biết đâu mà lường. Tâm chưa vững, định chưa cao mà sở hữu thần thông thì làm sao mà diệu dụng thần thông, làm sao mà chịu đựng nổi những tác dụng của thần thông? bất quá chỉ dùng thần thông để cá cược hủ tiếu cà phê. Còn biết bao nhiêu điều hí lộng từ cách lạm dụng thần thông. Và điều nguy hiểm nhất là nó làm mất đi sức kiên định để tu trì cho đến ngày công viên quả mãn. Vì luôn tự cao tự đại là mình đã chứng đạt, đã có phép thuật, đã thừa mứa biết bao là danh văn lợi dưỡng. Chuyện thứ 61 tà hay chánh. Mùa hè năm 1939, tại Tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo, người ta tới lui đông đảo để nhờ Đức Thầy trị bệnh. Nghe Đức Thầy giảng đạo, quy y và thỉnh sớm kinh. Mùa hè năm 1940, quan cảnh ấy lại diễn ra nơi nhà ông Hương Bộ Thạnh, làng Nhân Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Nguyên do là người Pháp không cho Đức Thầy truyền đạo tại nhà, mà phải lưu trú đến đây. Đến đây, Ngài vẫn tiếp tục công cuộc độ đời. Một hôm, có ông Hương Quảng Diệp ở xã Hòa Hảo và ông Úc Trác ở xã Mỹ Hội Đông đến giếng Đức Thầy. Sau khi thăm hỏi và nghe Đức Thầy thuyết giảng đạo lý, hai ông thưa hỏi Đức Thầy thêm một việc. Bạch Thầy, hiện giờ trên Long Xuyên, có ông đạo mới ra đời, trị bệnh cũng làm giống như đức thầy. Người ta nuôi tới rất đông, nhưng không biết là ông ấy chánh hay tà. Xin đức thầy phân định dùng để anh em tín đồ khỏi làm lạc. Đức thầy không trả lời ngay, mà ngài cầm cây viết, vừa đọc vừa viết ra mấy dòng chữ như sau. Từ đây sắp tới, bất luận là ai ra đời độ thế nếu còn ăn tiền bạc là tà, còn dùng màu sắc là tà, còn lên xuống xưng hô thần thánh là tà, còn bỏ tóc xả để đầu đoanh là tà. Theo lời ông út Trác Luận giải Trong sấm giảng, Đức Thầy đã có nhiều nơi cảnh giác về nạn quỷ ma tà chánh như Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma. Trời mở cửa, quỷ dương xuống thế. Để phân biệt được hai lẽ chánh tà, thường đức thầy khuyên bảo tín đồ hãy dùng trí phán đoán, xét suy cho minh lý. Nhưng trong câu chuyện này, đức thầy đã tay viết miệng nói, nhấn mạnh rạch ròi ra bốn điều để tín đồ phân biệt. Thứ nhất, bày biện ra là một việc gì như bói toán chữa bệnh cũng kiến có thu nhận tiền bạc không minh bạch là tà thứ hai chú trọng nơi hình thức dùng màu sắc loè loẹt thu hút những người ưa chuộng sự hào nhoáng bên ngoài về hai điều này đức thầy có câu giảng khuyên rằng bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng dinh gian thứ ba là hình thức ông lên bà xuống xưng hô vị này vị nọ sai đồng khiển quỷ chứng tỏ quyền phép trong cõi u u minh minh người ta dễ bái phục mà không dễ thấy rõ đúng sai thứ tư là làm nhiều kiểu lạ đời hoặc xả tóc hoặc để đầu đoanh nổi trên mặt nước nằm không ngồi hoặc ngồi không nằm vân vân nói chung điều gì thiên về hình thức thì rộng toét nội dung không thể đại diện cho sự chân chánh được vì hai điều sau đức thầy khuyến giáo Hò reo dục trống nhiều câu sai đồng khiển quỷ nói lâu nực cười ta khuyên hết thảy các người nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi vì một lời nguyền cũ oán phá đời mãi mãi của chúng ma nên người tu luôn phải gặp thử thách bám sát trên từng cây số trình độ sư cư gặp thử thách sơ đẳng càng tu lên cao gặp thử thách nâng cao tu ráo riết thử thách càng theo cấp thiết Nói thế cho có lý cứ để đổ mọi sự sa ngã của ta là do chúng ma mê hoặc. chư chung quy có trong rồi mới có ngoài. Tự mình biết rõ lòng mình hơn ai. Nếu mình không tham luyến vào một sắc tướng nào thì coi như loại mồi đó không câu nhữ được mình. Nhưng không chắc là mình sẽ vượt qua một thử thách cao hơn. Cho nên tà chánh tự nơi tâm. Tâm chân chánh thì tà dậy không chỗ nương. Được hằng sáng như vậy thì nhìn rõ chánh tà như mắt tề thiên xoay vào yêu quái. Sẽ không phải mỗi chút, mỗi lo lầm lạc đường tà. Chuyện thứ 62 Lời khéo khỏi tai nạn Năm đức thầy mới khai đạo, ông Phủ Nẩm, quận trưởng quận chợ mới, lãnh trách nhiệm giới nhà cầm quyền Pháp theo dõi mọi hoạt động truyền đạo của Đức Thầy. Hắn mật báo với viên chánh tham biện tỉnh Long Xuyên là người Pháp, rằng Đức Thầy mưu toan làm quốc sự. Mặt khác, hắn cho lùng bắt những người truyền bá kinh giảng và ra lệnh cho ban hội tề ở các làng xã biên tên họ những ai đã quy y với Đức Thầy, nạp hết danh sách để hắn căn cứ vào đó mà lừa lọc cho lính xuống bắt đánh đập tù đài. Lúc bấy giờ, ở xã Long Điền, có hai ông Năm Cống và Nguyễn Văn Sóc. Thấy tình thế như vậy, hai ông liền bơi xuồng lên hòa hảo để gặp Đức Thầy. Vừa gặp, Đức Thầy liền hỏi. Có gì không? Ở dưới họ biên tên những người theo đạo và bắt bớ phải không? Hai ông liền thưa. Bạch Thầy đúng như vậy, chúng tôi sợ quá không biết phải làm sao. Đức thầy ôn tồn bảo: hai ông về yên tâm, nếu họ có đến hỏi thì cứ nói tôi theo đạo ông Tư Hòa Hảo, ông dạy tôi ăn chay làm lành lánh dữ, siêu đi thuế đóng. Hai ông lấy giết ghi xong lời dặn của đức thầy, đức thầy liền đứng dậy, mặt ngài đỏ bừng và nghiêm nghị đưa cánh tay ra vừa xòe nghiêng bàn tay vừa dặn xuống nói không chỉ sưu đi thuế đóng như vậy thôi đâu ngài gặn giọng nói hai ba lần như thế nghe dạy xong ông cống và ông sốc kính lễ rồi cúi chào đức thầy từ giả ra về qua hôm sau quả có làng lính đến hỏi đặng biên tên vào danh sách hai ông nói y theo câu đức thầy đã dạy họ cũng chép y nguyên văn báo cáo lên quận. Xong, trong đợt đó họ không bắt hai ông. Theo lời ông Nguyễn Văn Sóc, luận giải, được đằng chân, lân đằng đầu, nếu nhẫn nhịn mãi, càng bị húng hiếp thêm nhiều. Đức Thầy đã dạy hai ông tín đồ trong câu chuyện trả lời ngay thật, nhưng khí khái, không né tránh diệt theo đạo. Chúng tôi theo đạo Thầy tôi dạy ăn chay làm lành, sưu đi thế đóng, làm tròn bổn phận công dân và ăn chay làm lành thì đâu làm chuyện quốc sự hại dân hại nước. Đức thầy dạy phải nhấn mạnh thêm. Không chỉ siêu đi thuế đóng như vậy thôi đâu. Để cho mấy ông hiểu là Lan Sa không thương xót gì dân ta đâu. Càng ngày càng siết chặt gọng kìm, dân càng khổ sở nặng nề thêm chớ không tốt lành gì mà các ông bo bo bợ đỡ nịnh hót một câu nói vừa có khí khái vừa hợp tình phải lẽ lại ám chỉ bóng gió diệt cổng rắn cắn gà nhà bọn tai sai làm sao ra tay cho được trong từng trường hợp lời dạy của đức thầy luôn mang tính khế hợp đạt hiệu quả và là điểm tựa vững chắc cho các tín đồ trong buổi sơ khai vào đạo Chuyện thứ 63 Tùy bệnh cho thuốc Khoảng cuối năm kỷ mão Anh chị em đồng đạo Thường tới tổ đình Để nghe Đức Thầy thuyết pháp Và chép kinh giảng Trong số đó có ông Đặng Thành Tựu Người xã Kiến An quận chợ mới Sáng hôm nọ Ông Tựu chứng kiến Có một đồng đạo ở xa đến viếng Đức Thầy Khởi đầu Đức Thầy hỏi thăm về tình hình địa phương ông ấy và giảng giải với ông ấy một ít việc đạo lý. Rồi sau cùng, Ngài khuyên đồng đạo ấy. Ông muốn tu hành, phải bớt làm ăn lại một chút chứ. Công việc đa đoàn qua, làm sao tu được? Trưa lại có người khác đến giếng. Vừa giáp mặt chào hỏi. Ông tự thấy đức thầy kề vai ông ấy bảo. Ông muốn tu hành, phải lo làm ăn chứ. Nếu không làm ăn, lấy gì bảo đảm đời sống và đâu có dư tiền của để bố thí giúp đời thế trong một ngày mà đức thầy dạy hai đồng đạo với hai cách khác nhau ông tự suy nghĩ chắc cũng có lý do gì đây ông liền đến gần hai đồng đạo ấy gợi chuyện hỏi thăm từng người thì nghe người đồng đạo được đức thầy khuyên bớt làm ăn lại một chút nói rằng ở nhà tôi lo làm ruộng rẫy không có giờ nghỉ có khi làm thâm tới ban đêm, bỏ cả giờ cúng lại. Vì tôi nghĩ mình ráng lo làm ăn cho có tiền nhiều nhiều, rồi sẽ nghĩ ở không mà lo tu. Nay được lệnh đức thầy kêu mới bỏ công việc qua đây. Qua đến đồng đạo được đức thầy bảo tu hành phải lo làm ăn, thì ông ấy nói Từ ngày tôi được xem kinh giảng và quy y với đức thầy, tôi liền bán cả bò ruộng chỉ ở không mà tu thôi vì tôi nghĩ đời sắp tới một bên ở đó lo làm ăn hoài tu sao kịp với lại còn lo làm ăn tâm trí còn bận rộn mãi làm sao an tâm mà tu được nghe được hoàn cảnh của hai đồng đạo ông tự mới càng thán phục đức thầy đã tùy duyên mà giáo hóa theo ông đặng thành tựu luận giải sách trung dung của đạo nho và trung đạo trong đạo phật rất giống nhau về phương pháp dạy cho người hành đạo giữ đúng cái chừng mực cần thiết để đi được xa và thành được đạo kinh phật có dạy không phải hai bên không phải ở giữa trung đạo không phải là chăm chấm giữ ngay chính giữa nhất định không cho lệch qua một bên nào ví như người lái xe lái thuyền nếu cứ giữ ngay ở giữa chắc chắn là lưỡi qua một bên. Cho nên, trung đạo là làm sao làm, miễn đừng cho lệch một bên. Có khi ở bên này, phút chốc lại nhảy sang bên kia, rồi lại vào chính giữa. Có lúc nhẹ nhàng ở giữa, lại thật nhanh qua phải, qua trái. Thế di động không ngừng, mà xe thuyền bình ổn lướt đi. Làm công việc hay lo tu trị, cũng cần sự linh động như thế buổi sáng cần ra đồng, hãy tập trung ra đồng. Trưa tối nghỉ ngơi thì lo cúng lại niệm Phật. Cấy gặt xong thì cất cầu bồi lộ. Khi nông nhàn thì đi chặt thuốc nam, làm phước thiện. Không lúc nào bỏ làm, cũng không khi nào bỏ tu. Hạnh như thế thật là lưỡng lợi, không quá lao lực, không quá lao tâm. Nếu thiên chấp, lo làm, sẽ bỏ phế ruộng tâm, nếu quá lo tu có khi đi đến ngao ngán giải đãi thái quá hay bất cập sẽ mất thế cân bằng mất cân bằng thì không thể đi xa mẫu chuyện nói lên sự quán thông đến từng cách tu hành của mỗi tín đồ có sự điều chỉnh kịp thời và đưa ra bài học cho nhiều tín đồ lâm dấp khác câu chuyện thể hiện được cái cốt lõi của vấn đề là nhờ nơi năng lực chú tâm của ông Đặng Thành Tựu, người tín đồ thuần thành, kỳ cựu, đã mang đến cho chúng ta câu chuyện bổ ích nói lên việc tùy duyên giáo độ của Đức Thầy Tôn Kính. Chuyện thứ 64 Cùng một bữa ăn Năm 1946, Đức Thầy đang ở miền Đông lo công cuộc kháng Pháp bấy giờ ông lê trường sanh là đội trưởng tiểu đội tình báo thường ở sát bên đức thầy hôm nọ đức thầy đi hội suốt buổi chưa về tới buổi cơm chiều anh em ở nhà dành riêng cho ngài phần cơm đựng trong cái thao và một con khô cá sặc rằng chú thích bấy giờ đồ ăn nơi chiến khu rất hiếm bữa ăn mỗi người chỉ phân nửa quả trứng hay nửa con khô nhỏ mà thôi. Vị trí đóng quân cặp bờ kinh nhỏ, xuồng đậu sát mé. Tối lại, anh chiến sĩ đi chung với đức thầy để thao cơm ấy xuống khoang xuồng. Tuy ở trên đã có lót sạp dạc, nhưng anh ấy còn lấy thêm tấm gián vừa dài vừa nặng dằn lên tấm sạp, sợ chuột phá thao cơm. Còn anh thì lật nớp ra ngủ đằng sau lái xuồng đậu ghim mũi vào bờ. Số anh em khác cũng nằm ngủ hàng dọc theo bờ kinh. Duy có ông sanh thì nằm gần bên xuồng của Đức Thầy. Đêm ấy trăng rất sáng, lối 11 giờ đêm, Đức Thầy mới về. Chẳng biết anh trực gác giờ đó lơ đễnh hay ngủ gật, mà vẫn không hay khi Đức Thầy đã xuống tới mũi xuồng. Ông sanh vừa mơ màng, nghe có tiếng người bèn hé mí nóp nhìn ra, thấy đức thầy đã ngồi trước mũi xuồng. Nhưng sự đã lỡ nên ông nín thinh, giả giờ không hay. Xong, mắt luôn theo dõi từng cử động của đức thầy. Ông xanh thấy đức thầy ngồi tại mũi xuồng. Hai tay nắm vào đầu tấm dáng dày, bưng để lên bờ, coi nhẹ hiu như để một cây dầm. Xong, ngài giới dạc, lấy thao cơm lên dùng ngày dùng cơm như thường bữa nhưng chỉ ăn nửa con khô sặc mà thôi còn lại nửa con ngày gỡ xương sạch sẽ rồi để xuống dĩa úp cái chén lên xong đức thầy đưa cả cái thao xuống khoang lót sạp dạt lại rồi ngài dùng hai tay bưng tấm dáng để y như cũ đoạn ngài rút chiếc nớp lên bờ ngủ mọi cử động đều hết sức nhẹ nhàng đến đổi anh chiến sĩ ngủ ở sau lái không hay biết gì cả. Có lẽ ý ngài sợ làm động mất giấc ngủ anh em. Sáng lại, đức thầy kêu ông sanh nói. Hồi hôm tôi cố ý làm cho anh gác không hay, chứ không phải anh ta ngủ quên đâu. Sau đó, ngài lại tiếp tục đi hội nghị. Ông sanh tập trung anh em lại, kêu anh gác trong giờ đó ra cảnh cáo, rồi bảo mỗi người thử bưng tấm dáng lên coi nổi không ai nấy cùng thử sức nhưng không ai cất lên nổi kể cả hai người hiệp lại cũng không làm được bởi tấm dáng ấy như tấm dáng ngựa dài hai thước rưỡi ngàn năm tấc dày đến năm phân một người đứng giữa cặp nách mang đi thì còn được chớ ở một đầu thì không thể nào cất lên cho nổi sau đó Ông Sanh thuật lại tỉ mỉ chuyện hồi hôm, đức thầy dạy ăn cơm cho anh em nghe, nhất là bữa ăn của ngài vừa kỹ lưỡng, vừa tiết kiệm và không làm sao hiểu được về sức khỏe của ngài. Theo lời ông Lê Trường Sanh, luận giải, ai có sống dùng sông nước, có ngồi trên chiếc xuồng nhỏ đi vào kênh rạch mới hiểu được những thao tác của đức thầy trên một đầu xuồng như chuyện kể mà không gây ra một động tĩnh gì, làm thức chất người ở sau lái xuồng, quả là chuyện rất lạ. Ngài phải có một nội lực và thuật khinh công phi thường mới dịch chuyển tấm dáng dày ấy một cách nhẹ nhàng và lui tới mà người canh gác không hay. Ngài quả là bậc thầy trong việc xuất nhập của các chiến sĩ ngành đặc công. Có gì mà qua mắt được đức thầy ngài hiểu ông sanh đang giả giờ ngủ và chính ông sanh sẽ là người quay lại nhất cử nhất động của ngài để lập thành bài học cho hiện thời và hậu thế bài học về tình thương cấp dưới như con do công việc gì trễ đức thầy phải tự lo cho mình một cách chu đáo không làm phiền người khác ngài không làm qua loa cho xong chuyện mà biểu thị ngôn hành của ngài luôn là gương mẫu dù chỉ là một mình trong đêm khuya. Ngài ăn uống chừng mực, tiết kiệm, nghiêm cẩn trong hoàn cảnh vật thực khan hiếm. Thử tưởng tượng dưới ánh trăng, mới về sau một ngày làm việc xuyên suốt, mà Ngài vẫn ngồi gỡ sạch xương trong nửa con khô còn lại, để người ăn sao an toàn khỏi mắc công. Quả là tinh tế đến mức thượng thẳng. Sáng ra, phải đi hội họp sớm, Ngài cũng không quên gỡ tội cho người lính gác vì theo phương thuật của Ngài làm mà bắt anh lính gác với cảm quan bình thường làm sao phản ứng theo kịp phải bi trí đủ đầy để ứng dụng thần thông mà không tổn hại đến ai dùng ngôn ngữ hữu hạn làm sao diễn tả cho thấu đạt với ngôn hành của Đức Thầy bậc Thánh Triết Hiền Minh Chuyện thứ 65 tu cách nào mới chánh? Ông Huỳnh Văn Chấn, theo nghề giáo thời Pháp thuộc ở quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nguyên khởi, ông xu hướng theo chủ nghĩa cộng sản. Trên đường hoạt động chống Pháp, ông có dịp tiếp xúc với một nhà sư theo phái Pha Kia. Vị sư bảo, Nếu ai chịu tu theo tôi, tôi sẽ dạy cho phương Pháp nhập thất niệm Phật nội trong một trăm ngày sẽ được thấy Phật. Nghe nói Pháp tu mau thành, ông đồng ý thực hành theo phương pháp vào thức niệm Phật của nhà sư. Đến hôm gần đủ 100 ngày, ông chấn đang ngồi niệm Phật mà lòng lo nghĩ miên man. Mình đã nhập thức gần đủ thời gian mà sao chưa gặp Phật? Bỗng nhiên ông thấy dạng dạng trước mắt một hình Phật ngồi trên tòa sen. Được trong chớp mắt thì tan mất, từ đó chẳng thấy gì thêm nữa vị sư ấy thì đã bỏ đi mất mấy hôm trước. Ông Chấn buồn nản, bèn trở về Tân Châu xin dạy học. Đến năm 1939, ông Chấn nghe đồn ở Hòa Hảo có Phật ra đời. Lòng ông cũng muốn đến đó một lần coi thử. Nhưng còn phải dạy học nên chưa đi ngay được. Mãi đến khi Đức Thầy bị dời đến nhà ông Hương Bộ Thạnh ở làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ, ông mới chuẩn bị được cuộc đi Hôm ấy, ông chấn mặc âu phục, cơm lê, có cà vạt, đeo kiến, mang giày. Vào khoảng 11-12 giờ trưa, nhà ông Bộ Thạnh còn mở rộng cửa, mọi người đang ở phía sau. Chỉ còn một mình Đức Thầy đang cắm cuối viết tại bàn. Ông chấn thấy cảnh nhà như vậy, ông đi thẳng vào giữ y giày nón trên người. Chân ông cố nện xuống nền gạch, ý là làm cho đức thầy hay là có khách đến nhà đức thầy thản nhiên như không hay biết ông chấn quậy trở ra lòng thầm trách cứ người ta nói ông này là phật sao có vẻ khinh người vậy Bước giác ông suy nghĩ hay là tại mình thiếu lịch sự nên người ta mới không tiếp nghĩ thế ông chấn liền lột nón gỡ kiến và cởi giày rồi mới bước vào Bây giờ Đức Thầy đứng thẳng lên chào khách Rồi hỏi Ông biết tôi là ai không? Ông Chấn chưa biết trả lời sao Trong lòng lại rung lên như bị rét Thấy ông Chấn còn đang lớ ngớ Đức Thầy nói tiếp Trùm Cộng sản là tôi đây Nói xong Ngài ngồi xuống ghế Còn ông Chấn vẫn đứng đấy Mà tay chân rung như cậy sấy Ông cố kềm giữ Mà lòng thắc mắc mình đã từng tiếp xúc với hàng trí thức và nhiều nhà sư. Chưa bao giờ biết khiếp sợ. Sau hôm nay gặp ông này, mới nói mấy tiếng mà mình lại run rẩy cả người, không kềm nổi thế này. Hẳn đây không phải là bậc tầm thường. Nghĩ đến đấy, ông thấy trong người có phần định tĩnh lại. Ông mới thưa hỏi. Thưa ông Tư, lúc trước tôi có gặp một nhà sư dạy tôi niệm Phật trong một trăm ngày sư ấy sẽ giúp cho tôi được thấy Phật. Chẳng biết tu như vậy, chánh hay không chánh. Đức Thầy tươi cười, nói. Ma ba tuần, nó hiện cảnh như vậy. Chứ Phật đâu đó mà chánh. Ông Chấn hỏi thêm. Vậy phải tu làm sao mới chánh? Đức Thầy liền lấy bàn tay ngài, đặt lên ngực. Vừa xoa tròn ba vòng, vừa nói tu làm sao hàng phục được lòng tà quấy của mình mới chánh ông chấn nghe lời dạy của đức thầy mới nhận chân được lẽ chính yếu của sự tu lòng ông vui mừng lẫn trong niềm khâm phục ông xin với đức thầy cho ông được thọ giáo quy y theo lời ông úp trác luận giải suy nghĩ thường tình cho rằng người không tin gì cả là người cứng rắn khó khuất phục. Thực ra, người không tin cái gì cả sẽ có lúc rơi vào thái cực. Cái gì cũng tin. Chừng ấy, người ấy còn mê tín hơn ai. Vì ông Chấn tôn sùng chủ thuyết của mình quá, không còn thời gian học hỏi những điều khác. Cho nên, gặp thầy tu Phai Kia nói tu một trăm ngày gặp Phật, ông đã mê ngay. May là thầy Phai Kia đã bỏ ông trước khi ông bỏ thầy. Chứng tự cho mình là quan trọng dẫn ở trong người. Nên ngay từ buổi đầu Đức Thầy đã im lặng mà dạy cho ông bài học khiêm cung. Điều kỳ diệu là Đức Thầy không một lời bảo ông thế này thì tôi không tiếp. Ông phải sao tôi mới tiếp. Mà sự phất tỉnh của Ngài khiến ông ta thấy ra cái lố bịch của mình và tự điều chỉnh. Kế tiếp, Ngài đã dùng đoàn cân não cho ông khách thấy cái thấp thoải của ông trong sự thần tượng chủ nghĩa. Trùm cộng sản là đây này. Chứ không như ông tôn sùng mà chẳng hiểu tới đâu. Như bị một mũi tên vào tim đen, ông khách run rẩy không kìm nén nổi là gì thế. Nhưng thiên hướng đạo đức trong ông vẫn tìm ẩn. Còn cái ốc sùng bái kia chỉ là tác động theo thời buổi. Cho nên, Ông thức tỉnh ra, đã hiểu rằng như trong lòng bàn tay, cái hướng ông đi mà đức thầy còn lo hành truyền đạo cả, thì ông cũng nên quy hướng theo ngài mà chuyển quá thân tâm. Khi những người cả tin như ông ấy mà chịu tin vào đâu rồi thì đến trời gầm cũng không nhả. Chuyện thứ 66. Hiểu lầm Phật dẫn độ một buổi sáng mùa đông năm kỷ mão ông út trác từ mỹ hội đông đến hòa hảo thật sớm để thầm diễn đức thầy và nghe giảng thiết đến nơi lúc 7 giờ ông út thấy người ở các xã lân cận đã tới khá đông người thì nhờ trị bệnh kẻ thì chờ nghe giảng đạo đức thầy phải lo tiếp xúc với họ hơn một tiếng đồng hồ mới dừng tay lại bấy giờ có một ông lão trạc bảy mươi ngồi cách đức thầy không xa ông đang âm thầm tấm tắc khen ngợi tài đức của đức thầy đức thầy ngó ngay về phía ông lão nói bây giờ đâu có mấy sau này sẽ có nhiều người xuất hiện họ dùng tà thuyết còn linh nghiệm giỏi hơn tôi nữa ông à ông lão liền đứng lên chắp tay thưa thưa cậu tư cậu nói vậy nữa sao chúng tôi không biết bị lầm người ta rồi làm sao cậu tư đức thầy đáp nếu họ giả ra hình dáng giống thầy quý ông không biết tưởng thiệt mà lầm thì phật và thầy có thể cứu độ được còn như thấy ai không giống xác thể và lời dạy của thầy thì đừng tin bằng đã biết ông thầy ấy không chơn chánh mà vẫn tín ngưỡng thì phật và thầy cũng không thể nào cứu độ được theo lời ông út trác chú thích vì đức thầy là con thứ tư lại là con ông cả nên người ta gọi là cậu buổi đầu mở đạo tín đồ trong dùng cũng vẫn thường quen xưng hô là cậu tư luận giải về câu hỏi làm sao tránh bị lầm khi có trường hợp người ta giả dạng đức thầy để lừa gạt tín đồ đức thầy đã dạy chỉ ba nhóm giải pháp thứ nhất thấy ai hình dáng không giống đức thầy ngôn từ dạy bảo cũng không giống đức thầy mà họ lại xưng là thầy thì dứt khoát không tin điều này tương đối dễ làm chỉ cần có trí phán đoán chính xác về ngoại hình về lời ăn tiếng nói thứ hai gặp trường hợp kẻ lừa đảo tinh vi giả ra quá giống thầy từ hình dáng đến ngôn từ chúng ta không phân biệt được nên lầm tin theo. Thì Đức Thầy nói, Phật và Thầy có thể cứu độ được bằng quyền năng các ngài vận dụng để đánh thức tri giác người lầm lạc hoặc dạch trần âm mưu của kẻ mê hoặc để người bị mê hoặc nhận ra sự thật, trở lại con đường chân chánh mà mình đã thệ nguyện theo. Duy có trường hợp thứ ba, đã biết rõ kẻ nào đó là không chân chánh, nhưng vì một tham vọng gì đó hoặc cùng chung một sở cầu theo kiểu ngưu tầm ngưu mã tầm mã rồi bỏ cái đang có của mình để đi theo kẻ không chân chánh ấy thì phật và thầy cũng không thể cứu độ được chuyện nhà phật có kể về những kẻ sai chân vào tà giáo có khi phải bị cuốn hút quay cuồng đến trăm ngàn kiếp không có cơ tỉnh giác giảng đức thầy có đoạn cảnh giác các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kéo lâm mà khổ, chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Chuyện thứ 67 Câu chuyện thiên cơ Ông Lâm Thơ Cưu, thường gọi ông chủ Cưu, người làng mỹ hội đông quận chợ mới an giang ông thuộc gia đình khá giả thân tộc có danh tiếng trong vùng gia đình ông rất hữu duyên và quy y đức thầy rất sớm sau khi quy y ông phế bỏ hết chuyện lợi quyền thường tới lui tổ đình để nghe pháp trong những lúc đức thầy bị người pháp dời đi châu đốc sa đéc cần thơ nhà thương chợ quán bạc liêu sài gòn ông chủ cưu đều theo sát đức thầy. Đến đầu mùa xuân năm Ức Dậu 1945, người Pháp theo dõi ruồng bắt những tín đồ có chân trong ban trị sự của đạo ở các địa phương. Đức thầy cho các vị ấy cũng như ông chủ cưu lên ở chung với ngài tại văn phòng ở Sài Gòn. Trong một buổi sáng nọ, trong lúc mọi người đang quay quần ở tầng dưới, chỉ có đức thầy và ông chủ cưu còn ở trên lầu trong lúc nói chuyện vui vẻ với đức thầy ông chủ cưu mới nói rồi đây tôi sẽ kiện thầy cho mà coi đức thầy liền cười và hỏi <cười> tại sao ông chủ kiện tôi tôi vì nghe lời thầy mà bỏ hết gia đình sự nghiệp tới chức cây tổng mới đây cũng bỏ luôn ông chủ kiện tôi với the cu cool hay the lắc mà kiện về chuyện gì mới được chứ chú thích Răng de Cư 1940-1945 Quan toàn quyền cuối cùng Của thời kỳ Pháp thuộc tại Đông Dương Phiên âm tiếng Việt de Cư Răng de Latre de Taxigny Quan cao ủy hàm đại tướng Tổng tư lệnh quân Pháp tại Đông Dương Phiên âm tiếng Việt de Latre Tôi kiện thầy lên tới Ngọc Hoàng Vì thầy nói Đến thân dậu thánh đồng náo động thảm cho trần nhà trống ruộng quang và đến năm thân dậu tai đầy sấm giang mà tới bây giờ vẫn chưa có gì hết nói tới đây bỗng có ông hào phỉ dư lậu đi lên đức thầy nhìn sang ông phỉ vừa cười vừa nói hương hào nghĩ coi tôi mở đạo để khuyên người ta tu hành mà có người đòi kiện tôi đây nè ông phỉ nhanh nhẹn thưa tôi nghe thầy thường nói, tu không tu cũng không mời thỉnh. Chứ thầy đâu có rủ ren hay nài ép một ai mà người ta đòi kiện. Mà ai đòi kiện thầy vậy? Đức thầy liền nhìn qua ông chủ, vừa cười vừa nói. Thì ông chủ đây chứ ai? Đoạn ngài thuật lại chuyện nãy giờ cho ông Hào Phỉ nghe. Rồi thầy trò cũng nói qua chuyện khác. Ít hôm sau, mọi việc đang bình thường bỗng có tiếng còi báo động khắp đô thành sài gòn chú thích thời pháp thuộc các thành phố đều có hệ thống còi hữu báo động để báo tan giờ báo cháy báo ẩn nước tránh bom đạn hầm trú ẩn gọi là trảng c mọi người đều xuống hầm trú ẩn đức thầy cũng xuống theo ai nấy đều ngạc nhiên tự nghĩ mấy lần trước báo động thế nào đức thầy cũng không xuống hầm hết sao hôm nay đức thầy lại xuống với anh em qua mấy phút lặng êm bỗng một tiếng súng nổ thật lớn rồi lại cứ liên tiếp nổ rền rỉ khắp nơi sau mỗi loạt tiếng nổ vừa dứt thì đức thầy kêu ông chủ cưu hỏi có không ông chủ ngài hỏi luôn ba lần như vậy lúc ấy ông chủ cưu vừa run sợ vừa hổ thẹn cho lợi mình đã thất lễ với đức thầy ông run run gian xin với đức thầy thầy ơi Bao nhiêu cũng đủ rồi thầy. Chú thích, ngày ấy là ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp nhằm 25 tháng Giêng âm lịch. Theo lời ông Tư Lê Văn Hy, Luận giải, trên đây là mẫu chuyện khá nhiều kịch tính trong những mẫu chuyện bên thầy. Bởi ông chủ cư và ông Hương Hào Phỉ là hai người tín đồ chí cốt bên đức thầy tự thuở ban đầu mở đạo cũng như sát cánh bên Đức Thầy trong những lúc nguy nan lưu lạc. Nên ông chủ cưu mới có cách nói chuyện với Đức Thầy một cách dạng dĩnh, thẳng thắn như thế. Với lại, hai ông cũng có trình độ của người chức việc, nên cách đặt vấn đề với Đức Thầy có hơi hư hướng theo kiểu làng nước. Đòi kiện Đức Thầy rồi nói ý muốn bồi thường vì nghe lời Thầy mà mất hết bao là lợi lộc. Nhưng lòng trong đấy là thể hiện sự tin yêu sâu đậm giữa thầy trò đức thầy cũng đáp trả mãn miếng như thật lại xuất hiện thêm ông hương hào phỉ để nối thêm kịch tính của câu chuyện cho có hậu có đường ra nhưng nếu câu chuyện chỉ có tới đó thì người nghe chưa đủ thấm cái kết là bùng nổ ra việc biến cố đảo chánh để trả lời cho những vấn nạn của ông chủ cưu với đức thầy nếu để ông tự thấm thía tự hổ ngươi một mình thì không đưa câu chuyện lên đến cao trào. Đức Thầy phải theo các ông xuống hầm trảng xê để sau mỗi đợt bom đạn thì Ngài lại hỏi có không ông chủ? Ngài hỏi cho đến khi ông chủ cưu tâm thành ý phục gian sinh. Thầy ơi, bao nhiêu cũng đủ rồi thầy. Đây là một mẫu chuyện thật hay. Mỗi người nghe tự cảm nhận đầy đủ cung bậc minh triết mà không lời luận giải nào đủ sức chuyển tải. Nghe mẫu chuyện, chúng ta bồi hồi tưởng nhớ Đức Thầy Kính Yêu, các vị tín đồ kỳ cựu cao minh và biết ơn ông Tư Hy, người đã kể lại mẫu chuyện. Nay, dù liệt dị đã thành bậc tiền hiền, song qua mẫu chuyện đã lưu lại cho đàn hậu tấn biết bao xúc cảm nhân trào. Chuyện thứ 68 đức là đạo cả. Ông cai tổng Nguyễn Trung Chánh ở xã Bình Phước Xuân, Cù Lao Diên, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông là một nhà nho, lại giàu sang nhất trong vùng. Tùy theo đạo nho, nhưng ông rất sùng kính đạo Phật. Từ lâu, ông Chánh đã nghe tiếng Đức Quỳnh Giáo Chủ khai đạo độ dân tại Hòa Hảo. Lòng rất ngưỡng mộ, song chưa có dịp nào kiến diện. Hôm nọ, khoảng tháng 6 năm Ất Dậu, 1945, được tin Đức Giáo Chủ đi khuyến nông sắp về đến Long Xuyên. Ông rất mừng, liền chuẩn bị viết một bài thi tứ tuyệt. Xem đi sửa lại kỹ lưỡng, rồi đến Long Xuyên đón chờ. Thật may mắn, ông Chánh được nghe suốt thời thuyết giảng đạo lý của Đức Thầy. Trong lòng ông vô cùng tháng phục. Ông đi theo Đức Thầy, về đến chỗ nghỉ. Xong, vì bận giải quyết nhiều công việc giáo sự, nên phải đến lúc Đức Thầy dùng cơm. Ông Chánh mới đưa được bài thi để hỏi Ngài. Mặc dù đang dùng bữa, nhưng Đức Thầy cũng tiếp nhận bài thơ và đưa lên xem liền. Xem xong, Ngài lập tức đáp lại bằng cách ứng khẩu cho một tính đồ khác chép lại. Rồi Ngài vẫn tiếp tục dùng cơm như thường. Đây là bài thơ của ông Cai Tổng Chánh. Giữ đạo từ lâu kính nhẹm màu, Để lòng tầm đạo biết nơi đâu, Ngửa mong bác ái từ bi hóa, Trong lượng ơn thầy chỉ đạo sâu. Dưới đây là bài thơ đáp hòa của Đức Thầy. Kính nhiệm lòng nhân ấy mới màu, Đức là đạo cả chớ nơi đâu duyên lành sẵn có ơn trên hóa bồi đắp lòng nhân đức lại sâu theo ban trị sự tỉnh long xuyên luận giải đây là một tình huống mọi chuyện đều xuôi thuận người trong chuyện là một người theo nho học mà học nho sang học phật cũng như từ kinh rạch ra sông càng mở rộng tầm kiến thức nhất là đạo phật đức thầy dạy đã theo sách Thánh Hiền bao gồm Đạo Nhân Luân, Tam can Ngũ Thường. Để trở thành người hiền nhân quân tử, ông Chánh sẵn giàu sang nên thoải mái không dướng bận chuyện cơm áo gạo tiền với chuyện nhất tâm lo đạo. Ông sẵn lòng kính mộ Đức Thầy, mong Ngài được gặp thì được gặp như ý, làm thơ muốn tỏ bài ý tứ cùng Đức Thầy thì cũng được Đức Thầy đáp họa, dù trong lúc Ngài đang bận dùng cơm. Thơ ông Chánh tâm thành bài tỏ, đã giữ kính trong tâm từ lâu, muốn tầm đạo mà chẳng biết tầm nơi nào. Mong Đức Thầy mở lượng từ bi bác ái, chỉ dẫn cho gặp được lẽ đạo huyền thâm. Đức Thầy ứng khẩu họa lại, giữ kính nhiệm lòng nhân trong lòng còn màu nhiệm hơn. Phước Đức là do nơi đạo, chớ ở đâu mà lo tìm kiếm. Đã có sẵn duyên lành được ơn trên bố hóa, biết lo bồi đắp lòng nhân thì phước đức lại được thêm sâu dày. Thật là một trường hợp thuận duyên, như thuyền gặp nước xuôi gió thuận, người hỏi chẳng dặn dẹo thăm dò, mà trái lòng chờ mưa nhuần thấm gội. Người đáp cũng bớt nhọc lòng chỉnh huấn mà được thỏa dạ, bồi bổ thêm cho được mỹ mãn. Đây là một mẫu chuyện rất đẹp, nhưng cũng không nằm ngoài quyền năng tiên tri liệu toán mọi việc một cách thần diệu của Đức Thầy. Chuyện thứ 69 Bài Toán Đố Khoảng đầu mùa thu năm ức dậu 1945, tức sau khi kết thúc cuộc đi khuyến nông, Đức Thầy trở về văn phòng tại đường miss Sài Gòn. Khi đó, ông xã bộ ở Châu Đốc đến giếng Đức Thầy, nhưng còn ở nán lại một thời gian. Một hôm vào khoảng 10 giờ sáng, ông xã bộ và ông thầy kiện dậu đang tiếp chuyện với ba người khách trí thức ở miền Bắc. Và lúc đó cũng có mặt một số tín hữu tại phòng khách. Trong câu chuyện đàm đạo, quý ông có đưa ra hai câu giảng để tìm hiểu ý nghĩa. Lời truyền sắm như bài toán đố ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ lúc đang bàn luận đức thầy từ trên lầu đi xuống ngài hỏi các ông bàn luận gì đó ông xã bộ liền đứng dậy thưa chúng tôi đang tìm hiểu ý nghĩa hai câu giảng trong giác mê tâm kệ lời truyền sắm như bài toán đố ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ đức thầy nói tốt lắm Vậy sẵn dịp tôi đố các ông hai lần hai là mấy? Có người đứng lên thưa. Bác thầy, hai lần hai là bốn. Đức thầy liền cho biết. Không phải vậy. Đó là các ông tính theo cửu chương. Học trò nhỏ tính cũng được. Còn ở đây là bài toán đố. Các ông hãy tính kỹ lại đi. Nói xong, đức thầy bước thẳng ra chỗ các chậu kiển ngoài trước. Còn ông bộ và những người kia ngồi bóp tráng mà tìm không ra đáp số. Độ hơn 10 phút, Đức Thầy trở vào, ngài hỏi. Sao? Các ông tính được chưa? Quý vị ấy đồng thưa với Đức Thầy là tính chưa được. Như vậy để tôi ra thai cho. Hai lần hai là ba đó. Nhớ là ba chứ không phải bốn như cổ chưa ngang. Các ông hãy tính nữa đi nói đợi Đức Thầy đi luôn lên lầu. Mọi người vẫn ngồi lặng thinh, tiếp tục suy tính. Mười phút sau, Đức Thầy trở xuống hỏi. Nãy giờ các ông tính ra chưa? Mọi người lao nhau. Chưa được Thầy ơi, nhờ Thầy giải thích dùm. Đức Thầy vui vẻ bảo. Có gì đâu khó. Đây, các ông nhìn theo tôi. Đoạn, Đức Thầy cầm một miếng giấy nhỏ đưa lên. Ngài vừa xé làm hai vừa nói một lần hai, rồi ngài để một nửa mảnh giấy xuống bàn, còn lại nửa mảnh ngài cũng đưa lên xé ra làm hai, xong ngài để hết các mảnh giấy xuống bàn và nói tiếp: hai lần hai là ba. Đó, các ông xem kỹ coi có phải là ba không? đâu phải bốn phải không? tôi đố mẹo mà. Mọi người có mặt đồng ô lên, dở lẽ ra và rất thán phục sự chứng minh của Đức Thầy để gợi ý về nghĩa lý của hai câu giảng mà các môn đệ của Ngài đang tìm hiểu. Theo lời ông xã bộ, lại một lần nữa, lúc Đức Thầy ở miền Đông năm 1946, hôm ấy được rảnh diệt, các tín hữu cùng một số anh em thuộc nhóm Bình Xuyên, họ hợp nhau tại văn phòng để bàn luận về sấm kinh. Câu chuyện đạo đức đang được bàn luận trôi chảy thì có một anh đưa ra hai câu giảng lời truyền sắm như bài toán đố ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ vậy chúng ta thử suy nghĩ xem bài toán đố đức thầy đề cập trong hai câu giảng này là gì mọi người đều suy nghĩ rồi bàn bạc kẻ bàn thế này người bàn thế kia nhưng chưa ai công nhận ai đang trao đổi ý kiến chưa đến đâu thì may sao Đức thầy đi tới, ngài liền hỏi: Mấy anh em đang bàn luận việc gì sôi nổi quá vậy? Một người trong nhóm đứng lên thưa: Bạch thầy, chúng tôi đang tranh luận xem bài toán đố trong hai câu, lời truyền sắm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ, xem đó là bài toán gì. Đức thầy liền cười vui và nói: Tôi cho các anh em biết một phần, rồi mỗi người tự sắp mà làm nghe. Đây là một bài toán cộng gồm 8 con số 8. Anh em sắp làm sao mà cộng cho được 1.000 là trúng. Nói rồi, ngài bước sang căn phòng khác. Nghe xong, nhiều người chạy đi tìm giấy viết. Rồi ai nấy đều sắp số đủ kiểu để cộng xuống. Trải qua hơn 20 phút mà chưa ai làm được. Người cắn bút, kẻ đi tới đi lui, suy ngẫm sau đó Đức Thầy từ phòng bên kia trở lại. Ngài hỏi có ai làm được chưa? Đưa lên cho Đức Thầy xem. Đám đông thưa. Làm cách nào cũng không được. Xin chịu nhờ Thầy chỉ giúp cho. Đức Thầy liền đi lại lấy tấm bảng đen ở góc phòng. Tất cả đều chăm chú chờ xem Đức Thầy viết những gì. Ngài cầm phấn viết rất nhanh một phép tính như sau. 888 cộng 88 cộng 8 Cộng tám, cộng tám, bằng một ngàn. Nhìn ra, cả phòng lớn rộn lên tiếng vỗ tay, tiếng cười vui kéo dài. Ai nấy vừa mừng, vừa tự trách, sao mình lại không nghĩ ra được cách làm ấy. Đợi khi mọi người yên lặng trở lại, Đức Thầy mới nói tiếp. Đây mới là phần sự của bài toán đố thôi. Còn về phần lý của nó, trong Tôn Chỉ Hành Đạo, tôi có viết ra tám điều răng cấm nếu tín đồ nào giữ kỹ không hề có ý phạm dù là diệt rất nhỏ tức được một ngàn diệt phước nhân một ngàn diệt phước nhân ấy nó có diệu năng đưa mình đến dự hội long Hoa và sống đời thượng nguyên thánh đức mọi người có mặt lúc ấy đều im phăng phát lắng nghe và ghi khắc vào tâm tư những lời dạy của đức thầy thấy không còn ai hỏi han gì thêm Đức Thầy ung dung trở về phòng Theo lời ông Văn Phú Luận giải Theo dõi các mẫu chuyện bên Thầy Chúng ta thấy có ba lần Đức Thầy đưa ra bài toán đố Nhưng mỗi lần mỗi khác nhau Lần trước Làm sao phấn trắng Mà viết được chữ đỏ Lần sau Hai lần hai là ba Chứ không phải bốn Lần sau nữa làm cách nào cộng 8 con số 8 thành ra một ngàn. Cũng là giải đáp cho câu lời truyền sấm như bài toán đố mà mỗi lần mỗi cách giải thích khác nhau và không ai giải đúng được một lần nào chỉ ồ lên khi Đức Thầy cho ra đáp án. Điều này cho chúng ta thấy lời truyền sấm của Đức Thầy không khó khăn học búa để đánh đố những tín đồ bởi khi đưa ra đáp án thì ai cũng tức mình là không phải khó mà tại mình không nghĩ ra thôi cho nên nó đòi hỏi sự nhạy bén sự nắm bắt linh hoạt mà không do kinh nghiệm bởi đâu có lần nào giống lần nào mà dùng kinh nghiệm như người thiền sinh ngộ được ý của thiền sư mà không ai ngộ giống ai không trường hợp nào giống trường hợp nào suốt trong thiền sử người học thiền miệt mài tham cứu thoại đầu. Xong, cái thoại đầu quát nhiên đại ngộ cho mình lại là cái vị tăng hữu trong tất cả các cái đã tham cứu. Cũng tương tự như thế, lời truyền sấm của Đức Thầy ban ra như một công án và chỉ ai biết tầm mới đặng hưởng nhờ. Vì nó có tính cách riêng biệt, người nào tầm được, người đó hưởng nhờ không ai tầm thay cho mình cũng không ai hưởng nhờ chung được với ai chúng tín đồ vui mừng vỗ tay hồ hởi ca ngợi mỗi lần thấy đức thầy đưa ra đáp án nhưng lại là nỗi lo thật sự đáng lo vì chưa một ai thấy ra đáp án đúng cho mỗi lần đức thầy đố chứng tỏ lời truyền sống của đức thầy luôn là những ẩn số chưa có người đủ khả năng giải mã được cho mình chỉ có hy vọng vào lời giáo huấn hé lộ của ngài là hãy cố gắng giữ tám điều răng trong tôn chỉ hành đạo thật chặt chẽ không mảy may vi phạm từ đó tạo được phước nhân theo bài toán tám con số tám mà tích hợp đủ một nghìn công đức để được dự hội long hoa và sống đời thượng nguyên thánh đức chừng ấy mới được học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Chuyện thứ 70 Chết mà không mất Ông Dương Xuân, người ta hay gọi là ông Hai Soàn ở Giàm Nao, làng Mỹ Hội Đông, quận Chợ Mới. Bình Nhật, ông có tánh hào hiệp hay giúp đỡ người cô thế. Đến khi quy y với Đức Thầy, ông Hai rất nhiệt tình lo đạo, thường ấn tống, sắm kinh, mang đến nơi nào chưa có, để truyền bá và khuyến khích tu hiền. Thời 1940-1944, nhà cầm quyền Pháp tại quận chợ mới ráo riết ruông bắt những người hoạt động cho đạo, tra tấn và đài ra công đảo. Dù vậy, ông hai chẳng hề lùi bước. Hôm nọ, ông thấy bốn người đều bị trói ngồi trên chiếc xe lôi đang đậu phía trên chợ Mỹ Hội Đông động lòng nghĩa hiệp ông liền bước tới hỏi thăm duyên cớ các người ấy trả lời chúng tôi vì gia đình quá nghèo không đủ tiền nộp thuế thân nên bị lính bắt giải lên quận lính đi đâu hết rồi họ và anh chạy xe đang uống nước trong tiệm nước ngoài chợ nhanh như cắt ông hai nhảy lại mở hết dây trói và bảo bốn người ấy mau mau chạy trốn bốn anh nghe lời ông chạy thoát hết còn ông hai lập tức về nhà soạn quần áo và gói hai trăm quyển giảng đi luôn vô dùng rạch giá phát giảng khuyên người ta tu hai tháng sau ông mới về dùng mặc cần dân nương ngụ tạm trở lại câu chuyện khi bọn lính uống nước xong trở ra thấy bốn người tội đầu mất chúng chì nhào lục soát cùng sớm nhưng không gặp sao chúng tìm biết do ông hai đã giải thoát cho bốn người ấy. Họ bèn báo cáo nội vụ lên quận. Họ dự tính bắt ông hai đã từ lâu, vì ông đang hoạt động đạo đức. Này, lại được tin nói trên, họ liền ra lệnh truy nã ông. Lính tới, bao nhà ông mấy ven, nhưng không gặp. Sau đó, chúng điều tra biết nơi ông ẩn trú, nên đến rình rập bắt được ông chúng đánh đập tra tấn ông một cách tàn nhẫn. Cuối cùng, chúng đại ông ra côn đảo, cùng một lượt với ông xã hay ở Kiến An. Sau đó, ông hai chết ngoài côn đảo. Ngày 29 tháng 9 năm 1944, hưởng được 43 tuổi. Đến tháng 6 năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy đi khuyến nông về đến xã Mỹ Hội Đông trước giờ lên diễn đàn thuyết giảng ngài đi đến tận gia đình ông hai để thăm ngài kêu hết vợ con ông ra hỏi từ ngày ông hai bị đài côn đảo và mất tới giờ sự sống ra sao người con gái thứ hai dương thị đựng thay mặt cho gia đình trả lời bạch thầy chúng con làm ăn có khi đủ cũng có khi thiếu đức thầy nói lời an ủi và khuyến tấn lúc dương xuân mắc nạn thầy cũng đang trong vòng tai nạn nên không thể cứu dương xuân thầy không cứu được thể xác thì thầy cứu linh hồn ông hai chết không mất đâu các cô đừng buồn hãy ráng lo tu hành làm lành làm phải thầy sẽ độ cho từ nay làm ăn khá giả và tới ngày lập hội được gặp ông hai thật đúng như lời từ độ ấy đến nay, bốn người con gái của ông hai, người nào cũng làm ăn khấm khá lên hết. Theo lời ban trị sự xã Mỹ Hội Đông. Luận giải Lấy câu chuyện ông hai soàn làm hình ảnh tiêu biểu cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Trong thời buổi đất nước còn nặng quằn dưới gót dài của quân xâm lược, nhưng chưa đau khổ đến cùng cực nếu không có hạng người chuộng bả dinh huê, nở tận tụy với mẫu quốc mà hành hạ nhẫn tâm với đồng bào mình. Ông hay soàn hấp thụ nếp sống của người quân tử, lại quy y với đức thầy, nên trong hành xử của ông vừa theo diệt đạo, vừa theo diệt nghĩa. Sau khi có đạo, ông làm diệt nghĩa cũng khá mưu trí, nhưng cái nghiệt ngã là sự truy đuổi của nhóm tay sai quá mức nhiệt tình nên máu người trung liệt đành nhuộm thấm trên vùng hoang địa. Nhưng an ủi cho linh hồn người con tử đạo biết bao, và người sống còn hậu thế cũng muôn phần cảm kích. Khi được Đức Thầy, Đích Thân đi đến tận nhà ông hai, giếng thăm, dấn tấn. Và chỉ có Ngài mới đủ quyền năng ban một ân huệ nhiều mặt cho gia đình và hậu duệ ông hai. Thứ nhất, ngài cho biết ông hai chết mà không mất vậy là ông hai được siêu thăng theo ước nguyện tu hành thuở sinh tiền con cháu ông hai thật thỏa lòng và hết dạ lo nối chí thứ hai đức thầy khuyên con cháu ông hai ráng lo làm lành lánh dữ thầy sẽ gia hộ cho làm ăn phát đạt và ngài lập hội sẽ được gặp lại ông hai bấy nhiêu điều cũng như là phép lạ đức thầy làm cho hậu duệ ông hai trút bỏ khối oan khiên, u uất trong lòng mỗi thành viên tự bấy lâu họ trang trề niềm hy vọng lo tu và phấn đấu làm ăn để sẽ khấm khá hiện tiền tương lai được dự hội long hoa còn được thấy mặt lại người cha người ông yêu kính cái cách đức thầy làm dù trong phút giây ngắn ngủi vì sau đó, ngài còn phải trở lại diễn đàn thuyết giảng khuyến nông. Nhưng việc làm ấy của ngài đã phủ dụ vô cùng ấm áp cho cả gia đình của một liệt sĩ hy sinh vì đạo. Vì vậy, người trong đạo gia bội lòng kính yêu đức thầy của mình đã đành, mà người ngoài còn tôn xưng ngài là đức huỳnh giáo chủ và các chiến sĩ yêu nước thương dân còn đặt tay vào tim mà thốt lên Đức Huỳnh Thủ Lĩnh. Chuyện thứ 71 Nhìn giới luật Vì lòng từ bi không thể lặng nhìn đồng bào miền Bắc đang bị giặc đói hoành hành, nên Đức Thầy đứng ra kêu gọi người miền Nam quyên góp gạo tiền để cứu trợ. Thiết thực hơn, Ngài còn tổ chức đợt đi khuyến nông, có sự yêu cầu của nhà đương cuộc để đi khắp các tỉnh miền Tây kêu gọi nhà nông trở lại ruộng đồng. Khởi sự hành trình khuyến nông ngày 1 tháng 5 đến cuối tháng 6 năm Ất Dậu 1945, tức khoảng 2 tháng, ngài đi qua 107 điểm từ Sài Gòn đi khắp các tỉnh miền Tây. Số lượng người tham gia dự thính không thể kể xiết. Vào ngày mùng 6 tháng 6, thì Đức Thầy giảng thuyết đến xã Mỹ Hội Đông, Long Xuyên. Khi nhận được tin Đức Thầy về, ai nấy chuẩn bị rộn rịp cùng đi nghe ngài giảng thuyết. Nhiều nhà chỉ để một người giữ nhà, thậm chí có nhà đóng cửa lại rồi toàn bộ người trong nhà đi hết. Trong số đó có gia đình cô ba tuổi. Hôm đó thật đông đảo người giữ thính, gồm tín đồ của Đức Thầy cùng đồng bào các giới. Đức Thầy nói chuyện về chương trình khuyến nông xong. Ngài còn khuyến khích tu hiện và đặc biệt quan tâm đến việc gìn giữ giới luật đức thầy giảng rành rẽ về tám điều răng cấm mỗi lần ngài đọc nguyên văn điều răng xong thì ngài lớn tiếng kêu hỏi tất cả bổn đạo và bà con hiện có mặt hôm nay nếu ai bằng lòng gìn giữ theo đây thì hãy đưa tay lên ngài hỏi luôn ba lần và rất đông người đưa tay lên hứa là đồng lòng giữ đúng điều răng ngài đã dạy đợi không khí náo nhiệt ấy qua rồi đức thầy nói tiếp sau này thầy sẽ vắng mặt một thời gian, rồi thầy sẽ trở về với nguyên xác cũ. Tất cả bổn đạo hãy nhìn thầy cho kỹ, kẹo sau này bị lầm những kẻ giả trá. Theo lời cô ba Phạm Thị Tuổi, Luận giải Ở đây chúng ta đi từ giấy cuối về lời nói của Đức Thầy. Sau này thầy sẽ vắng mặt một thời gian, rồi thầy sẽ trở về nguyên xác cũ tất cả bổn đạo hãy nhìn thầy cho kỹ kẻo sau này bị lầm những kẻ giả trá câu này đức thầy đã có nói với vài người như ông ngô thành bá tức biện đài cô cò ở sài gòn hay ông nguyễn phước còn ở long kiến chợ mới trong lúc tiết lộ ấy đức thầy có dặn dò không nên nôn nóng kiếm tìm thầy không tin bướng nghe càng những người tự xưng là đức thầy hoặc dùng những mưu trước tà thuật trá hình để lừa phỉnh những người tín đồ nhẹ dạ cả tin. Bởi Ngài cho biết có rất nhiều mối đạo tà, tam thiên lục bá khắp tràn hại dân, hay là các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh, kẻo lâm mà khổ. Trong các giai đoạn tu hành của người tín đồ Phật giáo hòa hảo, thì trong lúc vắng thầy là giai đoạn thử thách cam go nhất, cho nên Ngài dùng liều thuốc cảnh giác cao muốn bền gan dẫn chí và đủ đức để khỏi lầm lạc thì liệu pháp mà đức thầy đánh mạnh vào tâm trí người tín đồ là liệu pháp giữ giới giữ tám điều răng ngài đã bền lòng nhắc đọc nguyên văn và đôi ba lần giữa đại chúng kêu gọi mọi người giơ tay tuyên hứa nghiêm chỉnh chấp trị ngày xưa khi đức phật sắp vào niết bàn tôn giả a nan thay mặt tứ chúng thưa hỏi khi không còn đức phật thì chúng con nương tựa vào đâu. Đức Phật trả lời là: Nên nương tựa vào giới luật, không nên nương tựa nơi nào khác. Chuyện thứ 72: Muốn diệt mê si. Ông Đặng Thành tự ở xã Kiến An, chợ mới An Giang, khi được quy y với Đức thầy, ông để tâm suy ngẫm về đạo lý có nhiều điều ông còn nghi vấn không thể tự mình tháo gỡ được. Nên hôm nọ, vào khoảng cuối đông năm kỷ mão, ông tụ đi đến tổ đình. Đợi lúc vắng khách, ông mới bước lại gần Đức Thầy thưa hỏi. Bạch Đức Thầy, trong kinh có nói tam độc là tham sân si. Theo trí cạn hẹp của tôi hiểu là muốn trừ tham thì mình đừng ham muốn vật gì hết là được còn muốn trừ sân thì mình đừng nóng giận chút nào nữa dù việc nghịch ý lớn hay nhỏ gì cũng vậy còn cái si mê này tôi không biết làm sao mà diệt nó nhờ đức thầy từ bi chỉ dạy cho đức thầy tươi cười bảo muốn diệt mê si tâm mình phải giác nghe vậy ông tụ còn muốn hỏi thêm nhưng lúc ấy có người bệnh nặng vừa được người nhà đưa tới đức thầy liền quay sang lo chữa trị cho họ nên ông đành phải chịu dừng nửa chừng không hỏi tiếp được nữa theo lời ông đặng thành tựu luận giải tam độc tham sân si là ba điều ác từ ý nghiệp sinh ra ba điều ác này nằm trong thập ác trừ được thập ác thì sinh ra thập thiện đây là đạo lý căn bản phải tránh trước rồi giữ dạng thêm tứ ân thì mới trọn nhân đạo ông đặng thành tựu là người có học nho được quy y đức thầy ông cố công tìm tòi suy ngẫm về đạo lý ông cho rằng chữ si khó diệt vì nó bàn bạc khó nhận thấy nên làm sao mà triệt được nó cái ác mê si thì nằm ở thứ 10 trong thập ác, nhưng không phải là cái ác thứ hạng thấp, nó có tính trùm phủ lên các tội ác khác. Vì si mê mà người ta phạm vào tham sân, sát hại, tà dâm hay các ác về miệng lưỡi. Mê si cũng đồng nghĩa với vô minh. Trong thập nhị nhân duyên, vô minh là mắt xích đầu tiên, cũng là mắt xích sau cùng. Đánh tan được vô minh Thập nhị nhân duyên Không còn điểm tựa Để xoay dòng tạo nơi luân hồi sanh tử Cũng thế Dứt được Mê-si Thì thập ác chuyển thành thập thiện Mê-si nằm trong tam độc Muốn trị tam độc Phải dùng tam học Giới, định, tuệ Do giới sanh định Định sanh tuệ Tuệ gọi đủ là trí tuệ là sáng suốt, giác ngộ. Có giác ngộ như có ánh sáng. Ánh sáng sẽ làm tan bóng tối, tức vô minh, mê si. Dù đang tất bật công việc, nhưng Đức Thầy cũng trả lời cho ông Đặng Thành Tựu một cách căng cơ. Muốn diệt mê si, tâm mình phải giác, tức phải giác ngộ, phải có trí tuệ. Đầy đủ cho vấn đề nghi nan của ông Tụ rồi ông khỏi phải bân khuân vì muốn hỏi thêm mà đức thầy bận phải lo cho người bệnh ngặt vừa mới được ban tới nhờ đức thầy cứu chữa chuyện thứ 73 một buổi khuyến nông trên hành trình đi khuyến nông vào ngày 4 tháng 6 năm Ất Dậu Đức Thầy về thuyết giảng tại sân vận động xã Mỹ Luông, quận chợ mới Long Xuyên. Hai giờ chiều hôm ấy, tôi đã có mặt tại vị trí, lòng nôn nao trông ngóng vì bấy lâu chưa được gặp Đức Thầy lần nào. Mặc dầu tôi đã quy y với Đức Thầy hơn 4 năm trước, tôi nghĩ hôm nay là ngày tôi được thỏa lòng vì sắp được trực tiếp nghe Đức Thầy thuyết giáo. Đến khoảng 3 giờ, trời đang nắng nóng, bỗng mây đen ngùng ngục kéo tới phủ kín bầu trời, rồi một đám mưa thật to như trút nước. Mọi người lo chạy tản ra tìm chỗ trú mưa qua bốn giờ mưa mới tạnh bầu trời trong sáng trở lại mọi người lũ lượt quay về sân vận động hai bên đường từ sân vận động xuống bến tàu đều đông nghẹt không lường nổi số người dù vậy không khí vẫn yên lặng trang nghiêm tất cả đều thấp thỏm đón chờ sau đó một chiếc ghe máy cập bến đức thầy từ trong ghe bước lên ngài vừa đi vừa vẫy chào mọi người đang nghênh đón hai bên Ngài đi từ từ về hướng diễn đàn. Lên diễn đàn, hai bàn tay ngài nắm vào nhau, vừa đưa lên cao vừa xoay tứ phía, đầu hơi cúi xuống, chào khắp mọi người. Xong, ngài bắt đầu nói chuyện với thính chúng. Ngài chỉ nói miệng, chứ không có máy phóng thanh. Xong giọng ngài trong ấm, âm gian, người ngồi nơi xa vẫn nghe được rõ ràng. Lời lẽ ngài thao thao như suối đổ, mà kẻ phàm phu như tôi không sao nhớ nổi, chỉ thuộc lại đôi phần sơ lược mà thôi. Sau phần ngỏ lời chào hỏi vấn an, Đức Thầy nói về tình cảnh nạn đói ở miền Bắc. Ngài nói, có nhiều làng, dân chúng chết đói gần hết, chỉ còn lại thưa thớt ít người, không còn thịt thà, lúa khoai, rau củ, người ta phải ăn tới cả lá cây. Phái đoàn cứu đói, nhìn thấy hai bên đường, giường tược, cây cối đều sơ rơ còi cọc họ xúm vào một đống rơm khô ăn cả rơm rồi lăn ra chết miệng còn vắt mấy cọng rơm cả mươi người chết tại chỗ còn những người khác thì kiệt lực chết rải rác khi chưa tới được đống rơm nơi mà họ tưởng có cái để đỡ lòng hai bên lộ thì người chết nằm la liệt trước khi chết họ còn ăn cả da dày da dép rùng rợn hơn là cảnh tại một khu vườn nọ năm bảy người đang chực hờ quanh một cái nồi đang được đun sôi khói bay nghi ngút đấy là nồi nấu thịt người do quá đói họ bắt cả những trẻ thơ không còn cha mẹ người thân để làm thức ăn trong cơn đói khát cuồng loạn một bà mẹ sắp chết sợ bỏ con bị người ta ăn thịt như cái cảnh trước mắt đã cố gắng bươi đất chôn con đứa con cũng dùng tàn lực ngoai lên để tìm sự sống. Cảnh tượng thật bi thảm chưa từng có, khi cả mẹ và con cùng tận lực đấu tranh. Mẹ muốn con chết mà toàn thi, đứa con thì cố thét gào để tìm lẽ sống dù rất mong manh. Nhưng sức đâu còn nữa mà tranh đấu. Cuối cùng, hai mẹ con đều liệm chết, cùng với bao nhiêu trăm nghìn cái chết tàn khốc của đồng bào phải hứng chịu trong cuộc sâu xé quyền lực giữa thực dân cùng phát xít là một nam thanh niên mới 19 tuổi đời lúc ấy cũng phải rơi nước mắt khi nghe đức thầy thuật tả những cảnh trạng đau lòng nhìn ra xung quanh tôi thấy quý cô quý bà cũng đang lấy khăn chậm nước mắt có người còn khóc nức thành tiếng đang còn chìm trong không khí bi thương vì mọi người liên tưởng đến cảnh chết chóc thê thảm bỗng người ta nghe đức thầy hô lớn lên đói 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 như một lời đánh thức lương tri mọi người mọi người giật mình và hướng về diễn đàn đức thầy liền cất giọng hỡi đồng bào hỡi đồng bào thần chết đã tràn vào trung bắc tiếng đức thầy rền gian cao vút lại trầm ấm có sức hút khó tả cả mấy ngàn người lặng im phăng phắc như nuốt từng lời ngài giảng dạy ngài vừa đọc vừa giảng hết bài khuyến nông rồi kêu gọi đồng bào hãy đâu lưng xây cật đoàn kết một lòng nỗ lực lo kế cài theo lời thúc giục ai ơi đừng bỏ ruộng quan bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu với bổn đạo ngài khuyến khích mỗi người phải ráng lo thực hành điều răng phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất sau rút ngài đọc bài đính chánh để khuyến cáo đồng bào hãy đừng tin vào những lời ngoa truyền nhậm hạ uy tín và gây chia rẽ nội tình và phá hoại chủ trương vực dậy nền kinh tế nước nhà đồng bào hãy hết sức cảnh giác những luận điệu vu dơ, những mối manh mê tín không đúng theo chân lý của đạo phật Suốt hai tiếng đồng hồ Thuyết giảng liên tục Càng nói Giọng đức thầy càng âm gian Trong trẻo Đến khi ngừng nghỉ Vẫn không lạc giọng Khang tiếng Hay có dấu hiệu mệt mỏi Mọi người tản mát ra về Ai nấy đều trầm trồ thán phục Duy có điều ai cũng tiếc uổng trong lòng là không làm sao ghi nhớ được hết những lời châu ngọc của Đức Thầy đã ban rãi trong hương hai tiếng đồng hồ quý báu. Hồi ức của ông Thiện Tâm Bùi Văn ưỡng Lượng giải hân hạnh cho chúng ta những người hậu học được nghe ông giảng huấn viên Thiện Tâm Bùi Văn Ứng mô tả một buổi giảng thuyết của đức thầy trên bước đường khuyến nông ngăn giặc đói năm 1945 tại sân vận động Mỹ Luông chợ mới Long Xuyên. Chúng ta nghe tường thuật vừa gợi thanh gợi hình về khung cảnh đức thầy gặp gỡ và nói chuyện với đồng đạo đồng bào do giữ vững phương châm cái hành đạo đúng theo ý nghĩa xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình được sự yêu cầu của nhà đương cuộc, đức thầy danh chánh ngôn thuận thực hiện công cuộc khuyến nông cùng một việc mà đến mấy mục tiêu với sự thương nước yêu loài tận nơi phí phủ nên lời kêu gọi của đức thầy thật thống thiết cả kêu điền chủ phu nông đứng lên đừng để ruộng đồng bỏ hoang muốn cứu khỏi tai nạn của nước nó dạy vậy là trước đầu tiên. Nam Kỳ đâu phải sống riêng, mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung. Với các điền chủ nhiều tiền lắm của, Ngài kêu gọi họ. Điền chủ phải một lần chịu tốn, giúp áo quần, giúp vốn thêm lên. Muốn cho dân được lòng bền, mua dùng canh cụ là nền quét trương. Với kẻ phu tá, Ngài khêu lên lòng tự trọng. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, nên Ngài nung đúc ý chí họ. Kẻ phu tá cũng là trọng trách, cứ giống nòi quét sạch non sông. Một phen giá quốc ra đồng, thề rằng ruộng phải được trồng lúa khoai. Tiếp theo, Ngài kêu gọi sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Xứng đáng là con cháu của nòi giống lạc hồng. Gửi một tức lòng son nhắn nhủ, khuyên đồng bào hãy rủ cho đông. Nắm tay trở lại cánh đồng, cần lao nhẫn nại lạc long tổ truyền. Lời nhắn nhủ riêng cho bổn đạo là trong hoàn cảnh khó khăn chung của nước, Đức Thầy khuyên bảo những tín đồ của Ngài phải hết sức tránh tệ lười biếng xa hoa, mà phải sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Trong thời điểm cần sự nhất trí trong dân tình, thì bọn người có mưu mô gây hiềm khích chia sẻ đã tung lên bài sóng ngữ tại dùng hậu giang bằng những luận điệu mê tín tiêu cực rất là độc hại rồi gán ghép đó là của ông tư hòa hảo giữa đông đảo đại chúng đức thầy đã đọc lên bài đính chánh gần đây lắm kẻ qua truyền một bài sấm ngữ nơi miền hậu giang nói rằng tháng tám tai nàng tối tâm trời đất tan quang cửa nhà kẻ gần rồi đến người xa từ trong thôn giả đến ra thị thành hãy cho quốc kỷ dân sanh ruộng đồng tươi đẹp dân đành ngõ lơ thương thay những kẻ ngu khờ lầm mưu gian trá ngẩn ngơ ưu sầu hỏi rằng sắm bởi nơi đâu nói ông hòa hảo làm đầu truyền ra buộc lòng tôi phải đính ngoa cho trong toàn quốc gần xa được tường chuyện ấy là chuyện quan đường của bọn phá hoại chủ trương hại mình anh em ta hãy đồng tình nếu gặp nắm ốc đem trình công an chúng ta giải quyết lẻ làng đừng để chuyện huyễn tràn lan ra nhiều ký tên hòa hảo sài gòn Tháng 4 năm Ất Dậu 1945. Chuyện thứ 74 Siêu phàm nhập phàm. Vào mùa thu hay có những trận mưa tầm tã, đường xá ướt át, trơn trượt, đi lại khó khăn. Nhưng vào những ngày mưa, nơi Tổ đình Hòa Hảo vẫn đông đảo người đi đến để nhờ đức thầy trị bệnh, để đợi đến giờ nghe thuyết pháp và để xin làm lễ quy y. Có một hôm, sau giờ Đức Thầy thuyết giảng, có một ông lão đến xin Ngài làm lễ quy y. Đức Thầy nhìn ông lão, nói Hồi trước, ông quy y bài nguyện như thế nào? Ông lão liền đọc Nam mô giới hương, định hương, huệ hương, ở mỗi nhật phần hương, thấu đến thập phương, siêu phàm, nhập thánh, Ông lão vừa đọc đến đó, đức thầy đưa tay ra dấu cho ông dừng lại, ngài nói: "Khoan khoan, đó là dạy thời gian trước, còn thời gian này tôi dạy tu siêu phàm, nhập phàm chứ không phải siêu phàm nhập thánh như hồi trước nữa." Ông lão đứng suy nghĩ hồi lâu, chẳng biết ông nhận hiểu như thế nào mà không thấy ông thưa hỏi gì thêm rồi tiếp tục sau đó, ông xin làm lễ quy y. Theo lời ông Đặng Thành Tựu. Luận giải, sự dài dỗ của Đức Thầy luôn linh hoạt theo từng hoàn cảnh, từng con người, khế cơ và khế lý. Dường như không chuẩn bị gì trước, nhưng không vượt qua một cơ hội nào. Ngài luôn đưa ra những bài học sống động, thấy như giảng dị, nhưng lại là những bài học cốt yếu cho đường tu thân hành đạo ông lão trong mẫu chuyện mới xin quy y mà ngài đã rõ ông ấy đã có quy y rồi bảo ông đọc bài nguyện quy y tất nhiên ông thuộc nằm lòng chờ cho ông đọc đến ngay chỗ cần chỉnh giáo thì ngài hô lên cho ông dừng lại và dạy ngày nay đức thầy dạy cho người tu được thoát kiếp phàm phu rồi thì trở lại cõi phàm để cứu vớt những chúng sanh khác nghĩa của siêu phàm nhập phàm trong khi ngày xưa thì người tu nguyện cho được thoát phàm vào ngôi vị thánh tiên để nhàn toại tấm thân là siêu phàm nhập thánh ai trong giới tu hành chẳng tha thiết nguyện ước như thế chọn đúng thời đúng chỗ đúng người đúng pháp là diệu dụng mà chỉ bậc đại giác mới ứng dụng được và ứng dụng một cách ung dung như không có dụng công ứng dụng gì cả. Chuyện thứ 75 Suốt nửa chưa? Có lần Đức Thầy dắt ông Ngô Ngọc Trơn và dài dị tín đồ đi viếng núi cấm. Đoàn hành hương đến chùa của Sư Đức Minh vào buổi chiều. Trong chùa đang lo việc công phu Mấy người trong đoàn cũng vào chùa lễ bái, còn đức thầy ngồi nghỉ bên ngoài. Hồi sau, sư Đức Minh ra tiếp đức thầy, qua vài câu xã giao, ngài hỏi sư Đức Minh: "Các ông trong chùa đang làm gì?" Nhà sư đáp: "Làm công việc của tăng sư hai buổi công phu sớm chiều." Nghe trả lời xong, đức thầy hỏi tiếp: "Ông sư có thể nói về ý nghĩa chữ công phu cho tôi nghe được không?" Ông sư trả lời vẻ rất dễ dàng. Đó là công việc cúng lại của các tăng ni hai buổi sớm chiều thường ngày. Đức Thầy ôn tồn giải thích. Công phu đâu chỉ là như vậy. Rồi Đức Thầy chỉ tay xuống đám ruộng phía dưới triền núi, nói tiếp. Ông nhìn mấy đám ruộng dưới triền kia. Người ta đâu chỉ canh tác một hai lần, mà phải xuyên suốt từ khi cày ải cho đến khi thu hoạch thì người tu cũng thế trong đời tu hành phải cố gắng siêng năng hành trì cho đến khi đạt thành kết quả rồi đức thầy lại hỏi ông xuất gia bao lâu rồi sư đáp với vẻ rất tự hào từ ngày tôi xuất gia đến nay đã bốn mươi năm đức thầy lại hỏi tiếp vậy trong thời gian bốn mươi năm ấy đến nay có lần nào ông xuất nữa chưa chẳng hiểu nhà sư có lĩnh hội được câu hỏi hay không hay là lý do gì mà ông chuyển qua nói chuyện khác còn mọi người có mặt đang mong chờ câu trả lời cũng đành rơi vào khoảng lặng và đức thầy cũng không nhắc lại câu hỏi ấy với nhà sư theo ông xã lê công bộ châu đốc luận giải sự hỏi han của đức thầy với vị sư nơi núi cấm không chỉ thuần là câu hỏi xã giao mà là đưa ra bài học mới nữa. Từ khi ông xuất gia lúc còn rất nhỏ, bởi khi đó ông nói đã xuất gia 40 năm rồi. Ông đã rời bỏ đường tục lụy để theo đường tu, chỉ mới là xuất gia theo nghĩa hình thức, chỉ khác cách sống, chỉ thế phát mặc nâu sòng, Mọi cái cơ bản khác vẫn chịu chung một môi trường như người thế tục. Thế rồi qua 40 năm, ông có được xuất một lần nào nữa chưa? Tức ông có được xuất ly trần ai, xuất ly tam đồ khổ, xuất ly tam giới. Bằng như người tại gia sống đời bình thường, không phải xuất gia, nhưng họ lo tu nhân, tác phước, niệm Phật kiên trì. Ngày lâm chung của họ là được xuất ly cảnh trần ai tạm giả, được giảng sanh về cõi tịnh còn mang hình thức xuất gia lâu năm mà không xuất thêm một lần nào nữa, thì vẫn còn buộc ràng trong cõi tạm, chưa được xuất ly dòng khổ não. Người ta thì mong chờ câu đáp của ông sư, chứ đức thầy thì biết rõ ông đang ở đâu, có xuất thêm về đâu hay chỉ giữ mực xuất gia. Thì trở lại vấn đề ấy, chỉ thêm ái ngại cho người đối thoại với ngài mà thôi. Chuyện thứ 76. Hạ thừa hay thượng thừa. Vào khoảng mùa xuân năm canh Thìn, 1940, Đức thầy có một lần đến thuyết giảng đạo pháp tại xã Mỹ Hội Đông, chợ mới Long Xuyên. Hôm ấy có nhiều người trí thức, các bậc túc nho và rất đông tín đồ đến dự thính. Sau giờ thuyết pháp, mọi người tản ra về chỉ còn một ít người còn nán lại để hỏi han thêm nhiều vấn đề đạo đức với đức thầy một người trong số đó đứng lên hỏi thưa thầy hiện giờ ở núi cấm có hai nhà tu một là nhà sư và một là ông đạo vị nào cũng có chùa riêng có đệ tử hầu hạ và cung phụng đủ mọi tiện nghi vật chất nhưng vì tranh giành ảnh hưởng và giành quy tụ khách thập phương mà hai bên tị hiềm nhau Họ bêu xấu, chỉ trích lẫn nhau. Có lần còn dùng võ lực để thanh toán nhau. Chẳng biết họ tu theo môn phái nào mà còn hành động như vậy. Đức Thầy ôn tồn đáp. Họ còn tu theo hạ thừa. Người ấy còn hỏi tiếp. Bạch Thầy, còn Thầy dạy chúng tôi tu như thế nào? Đức Thầy liền đáp. Các ông tu theo thượng thừa. Bây giờ có một người khác đứng lên nói tu như thế nào là hạ thừa và tu như thế nào là thượng thừa nhờ thầy giải thích cho chúng tôi được hiểu ngài giải thích bởi lòng muốn lợi dưỡng riêng mình nên người ta tìm nơi thuận tiện để xây cất chùa am sống cảnh an nhàn và thâu hưởng tài vật của bá tánh dân cúng đấy là hạng tu tiểu thừa vì lòng dị tha từ bi bác ái rộng thương tất cả sanh linh người hành đạo vừa tu cho mình vừa xả thân giúp đời nghĩa là nhà tu vừa tu sửa thân tâm dồi mai trí tuệ và vừa sốt sắng lo làm ăn tạo cuộc sống hòa hảo với các từng lớp nhân sanh hầu đủ phương tiện trợ giúp bá tánh cả vật chất lẫn tinh thần để cùng tiến tu lên đường giải thoát ấy gọi là tu thượng thừa. Theo lời ông Lâm Văn Trung, luận giải không dở kinh luật ra để giải thích về các thừa trong đạo Phật. Vì xưa giờ thì giới tu theo nguyên thủy ở các vùng miến điện Đông Nam Á gọi là phái tu tiểu thừa. Người tu ở Trung Hoa lục địa gọi là thượng tọa bộ, đại chúng bộ, thì cho là tu theo phái thượng thừa trong kinh còn lập riêng tam thừa ngũ thừa rất là thứ bậc chi ly những phái tu theo hệ thống kinh dịch từ ngài huyền trang là thượng thừa còn tu học theo hệ thống kinh điển chữ ba hay sanskrit thì là nguyên thủy tiểu thừa cho nên những người đa văn theo phái thượng thừa thì tự cho mình là bậc uyên bác, là cao quý hơn hạng tu tiểu thừa. Trong khi, trong tâm lòng mê đắm giật dục, vẫn xem xem như nhau, khó mà tách bạch, ai thượng ai hạ. Khi được Đức Thầy khai thị theo cách tinh gọn, thì chúng ta thấy rằng Ai tu còn trong dòng tư lợi dị kỷ, nhiều tham đắm hẹp hòi, cục bộ, chỉ lo cho mình, cho nhóm của mình, thì đó là tu hạng tiểu thừa. Ai tu đại lượng hòa nhập cộng đồng, vừa đổ mình đổ người, còn chí nguyện rộng độ chúng sanh, tự lo cho mình giải thoát, còn lo giải thoát cho quần sanh, thì đó hạng tu thượng thừa. Thật công bằng, hợp lý và dễ dàng phân biệt để cung kính cho đúng theo chân thức hạnh của Bậc Đại Sĩ hay Bậc Tiểu Đức. Không phải cứ chùa cao, Phật lớn, giáo quyền to trọng là thường thặng, còn quy mô thấp bé là hạ thặng, như một kiểu quan niệm của bà La Môn Giáo ở thời cổ ấn. Nam Mô A Di Đà Phật